51. Cầu đối viếng vị tăng quen biết sống ở ngôi miếu nhỏ nơi chợ Búa, bản La Diện Mục, tức Tục Hàng Chân, phổ hướng Bích Đàm Quán Dạ Nguyệt. Tất thế tháo trì, tự toái thật tấn, đảo kỵ lư tử thượng lô sơn. Bản La Diện Mục dấu cõi tục vẫn luôn là chân, dõi nhìn đồng biếc xem bóng trăng đêm. Suốt đời tu dưỡng tưởng là lùi, thật ra luôn tiến, cưỡi ngược chú lửa trèo lên lô sơn. 52. Cầu đối của ông Tăng viếng vị đại thương gia hộ pháp. Bạch thủ khởi ra cư triển vi chánh, sổ thập niên quảng hành tử tế, đại triển kinh luân vô biên tế thanh tháo cao phong, cự liệu đồ thành phủ cảnh ngưỡng, xích thành hộ pháp tức tục tu chân, đương từ thời đốn khí huyễn khu, trực tăng an dưỡng tuyệt đối đãi bổn quang thường thọ, tất tương triệt chứng ư duy tâm. Tay trắng làm nên sống trong chợ Búa cầm quyền, mấy chục năm rộng hành tử tế, rộng mở kinh luân, phong thái cao sạch nào có ngàn mé, đâu mong cầu được ngưỡng mộ. Lòng son hộ pháp ngay nơi cõi tục tu chân, đúng lúc này chợt bỏ hiển thân, lên thẳng an dưỡng quang minh thọ lượng, vốn bạt đối đãi ắt sẽ triệt chứng duy tâm. 53. Cầu đối nhân dịp huyện Định Hải làm lễ tống ôn, kinh tuyên bí tạng tống ôn thần tức quy thiên phủ, khởi đồ nhất ấp an khang, túng thuộc tân bang bất vi hát, chú tụng chân tuyên kỷ các diệu thường chiếu hạ phương, ký tích hạp cảnh phước khánh kiềm linh thông quốc mộc dung quang. Kinh tuyên bí tạng tiễn ôn thần về ngay thiên phủ, nào chỉ một ấp an vui, còn thì lân bang chẳng được hưởng nhỏ, chú tụng chân thuyên sao mong sao lành thường chiếu hạ phương, mong bàn cả vùng phước khánh kèm thêm cả nước vội đẫm dung quang. 54. Cầu đối tống ôn, hạ dân bối giác hợp trần, chí sử thiên tai dĩ kiến cáo, đại sĩ tầm thanh cứu khổ, nhân lân quỷ khổn chi thành cầu. Dân đèn trái giác hợp trần, đến nỗi thiên tai thường giáng xuống, đại sĩ tầm thanh cứu khổ, do thương tha thiết chí thành cầu. 55. Cầu đối phùng điếu ông tôn truyền phương viết thay, tâm khí chân thường phổ vị oán thân tu thánh đạo, thân tưởng nghiệp trái hồn vong nhân ngã quy liêm bang, tâm hợp chân thường pháp vị oán thân tu thánh đạo, thân đèn nợ nghiệp quên phong nhân ngã về liên bang. 56. Cầu đối tống tiễn thần ôn dịch, huệ nhật lệ trung thiên diệt tận ôn dịch chi xương lộ, từ vân phú đại địa tư vinh phước thọ chi căn miêu. Huệ nhật dạng giữa trời trừ sạch xương móc ôn dịch, mây từ trùng cõi đất tốt tươi dễ mầm phước thọ. 57. Cầu đối tự khích lệ, tất tương cách trí thành tránh thú kỷ cung thị chân hào kiệt, bất dĩ thân tâm tánh mạng trí độ ngoại nãi đại trượng phu, tận lực thực hiện cách trí thành tránh thật đáng bậc hào kiệt, các bỏ chẳng màng thân tâm tánh mạng mới xứng đại trượng phu. B. Nhữ tương tự khoái niệm Phật, tâm bất chuyên nhất quyết đọa địa ngục ngạ quỷ xúc sanh thượng nan cầu vật vọng tưởng nhân thiên phước quả. Nhữ tương tự khoái niệm Phật, trí nhược chân thành tiện dự liên trì thanh văn duyên giác, do phất trụ định khắc chứng đẳng diệu viên thừa, ông sắp chết hãy mau niệm Phật, tâm chẳng chuyên nhất quyết đoạn địa ngục ngạ quỷ xúc sanh còn khó mong cầu, chớ hư vọng tưởng quả phước trời người, ông sắp chết hãy mau niệm Phật, chí nếu chân thành liền dự liên trì thanh văn duyên giác vẫn chẳng muốn trụ, chắc chắn chứng viên thừa đẳng diệu. C. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không tâm cảnh cô quyên, trực đồng hạ nguyệt cô viên quang thốn vạn tượng, chứng đáo nhất trần bất lập trí bi song vận, bất dị hạo thiên hạo đãng thể phú quần luân, soi thấy năm uẩn đều không tâm cảnh đều mất, hệt như vầng trăng vàng vạc ánh sáng rọi chùm muôn vật, chứng đến mày trần chẳng lập trí bi cùng vận, khác nào mặt trời rực rỡ thể tánh che khắp mọi loài. D. Niệm Phật phương năng tiêu túc nghiệp, kiệt thành tự khả chuyển phàm tâm, niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, kiệt thành sẽ tự chuyển phàm tâm. E. Bế hộ cực lai nhân, thống niệm tử kỳ tương trí, chuyên tâm tu tịnh nghiệp, thầm tàm đạo nghiệp vị thành, đóng cửa chẳng tiếp ai, xót nghĩ thân này sắp chết, chuyên tâm tu tịnh nghiệp, thẹn thay đạo nghiệp chưa thành. F.
Trác lập bất di, thường sư khổng thánh, hữu vi tất cải, nghi hiệu cử hiển, kiên quyết chẳng rời, thường tôn thờ khổng thánh, có lỗi bèn sửa, hãy học hạnh cử hiển. G. Chứng đạo phương năng, siêu lục đạo, minh tâm tự khả, liễu tam tâm. Chứng đạo mới hòm siêu lục đạo, minh tâm sẽ tự rõ ba tâm. H. Đạo nghiệp vị thành, cảm sự thừa tâm tán loạn, từ kỷ tương trí, lực tử nhất thiết ứng thủ. Đạo nghiệp chưa thành há dám để tâm này tán loạn, kỷ chết sắp đến, tận lực tử tạm mọi thủ tạc. Y. Duyệt biến trần hoàn nguyên thị huyễn, nghiên cùng diệu tánh cấp quy chân, xem khắp trần gian đều huyễn ảo, xét cùng diệu tánh gốc quy chân. Gì? Quả quá vị năng vi ngã hám, cư tâm vô ngụy nhập nhân vi, bớt lỗi chưa xong thường áy náy, giữ lòng không dối mặc người sai. Ca. Chi Phật tánh thường phấn khắc chứng trí, tư địa ngục khổ pháp bồ đề tâm, biết Phật tánh thường hằng, quyết trí chứng đắc, nghĩ địa ngục khổ não pháp bồ đề tâm. 58 câu đối khi nhàn rỗi. A. Giải hạnh toàn vô, cảm xung thiên điều, căn thân vị tịnh, miễn hiệu phân nghiêu. Giải hạnh trọn không, nào dám như chim trời, căn thân chưa tịnh, gắng bắt trước châu mây. B. Vị học nhật ích, vị đạo nhật tồn, sư hiền tâm thật, sư thánh tâm không. Vì sự học ngày càng tăng thêm, vì đạo ngày càng bỏ bớt, nói theo người hiền tâm thành thật, nơi bậc thánh tâm rỗng không. C. Tùy hữu châu hải kim sơn, bất niêu tọa tấn thử đạo, túng linh phong thiện bái quốc, hà nhược lập vãng tây phương. Tuy có biển ngọc núi vàng, chẳng như tấn tu nơi đạo này, dẫu cho lên ngồi dựng nước, nào bằng đứng sanh về tây phương. D. Sự sự lợi nhân, xuất nhĩ phản nhĩ, tâm tâm tỉnh kỷ, niệm tư tại tư, chuyện chuyện lợi người ra từ đâu, trở về đó, tâm tâm xét mình, niệm nơi này, nghĩ tại đây. E. Nhất chế phù tâm, thành thiết hán, tam giam kỳ khẩu, học kim nhân, một phen chế phục tâm thành gã sắt, ba lượt ngậm kín miệng, học người vàng. 59 câu đối tán dương Phật dược sư, Như Lai thệ nguyện hoàng thâm, phổ lợi hữu tình, quả năng tâm vô sở trụ trì, hồng danh, tự khả tai biến, tiêu tận lục đạo khổ, kinh chú oai thần quảng đại, tề tư hàm thức, nhờ khảm niệm bất phân trì, bẩm thánh giáo, định nhiên thọ đắc duyên, cập lưỡng túc tôn. Như Lai thệ nguyện rộng sâu lại khắp hữu tình, nếu tâm vô sở trụ trì hồng danh, sẽ tự tiêu sạch tai ương hết khổ lục đạo, kinh chú oai thần lớn rộng giúp chọn hàm thức, nếu chịu niệm chẳng rong ruổi tuân thánh giáo, chắc chắn hưởng tuổi thọ dài như đấng lưỡng túc. 60 câu đối đề pháp đường. Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, tướng tướng ly tướng, như vạn đức viên trương, kiếm cánh thân chứng phủ thật tướng, sanh tử tâm, sanh bi tâm, sanh hoan hỷ tâm, sanh đại xả tâm, tâm tâm ấn tâm, như nhất trần bất lập, triệt đẻ hiển hiện hồ Phật tâm. Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, tướng tướng ly tướng, muôn đức trọn bày, rốt ráo tự chứng thật tướng, sanh tử tâm, sanh bi tâm, sanh hoan hỷ tâm, sanh đại xả tâm, tâm tâm ấn tâm, mải trần bất lập, triệt đẻ hiển hiện Phật tâm. 61 câu đối về Quán Âm Địa Tạng. Quán Thế Âm hiện chúng thân dĩ thuyết diệu pháp, tùy trần sát cảm, biến trần sát ứng. Địa Tạng Vương không địa ngục, nhi tận sanh giới, hành như lai sự, ví như lai tâm. Quán Thế Âm hiện mọi thân để nói pháp màu, trần sát cảm bèn ứng khắp trần sát. Địa Tạng Vương chống địa ngục hỏng hết sanh giới, làm trệ như lai, thỏa tâm như lai. 62. Câu đối chúc mừng công đức lâm. Nhục thực nhẫn tâm chiêu kiếp vận, thú sang thiện niệm trí thái bình. Ăn thịt nhẫn tâm chuốc kiếp vận, dùng chay thiện niệm dẫn thái bình. 63. Câu đối về Quán Âm Địa Tạng. Biến pháp giới tầm thanh cứu khổ, tùy loại hiện thân, thủ thôi phổ môn đại sĩ, cử minh dương hưng tử vật bi, thường thời thủy thủ mặc quá Địa Tạng nguyện vương. Khắp pháp giới tầm thanh cứu khổ, tùy loại hiện thân phải nhiều phổ môn đại sĩ, chọn không dương hưng tử vận bi, thường luôn xòe tay ai hơn Địa Tạng nguyện vương. 64 câu đối chúc mừng công đức lâm. Thể càn phụ khôn mẫu chi tâm, vĩnh trừ nhục thực,
Tôn dân bảo vật giữ chê niệm đặc bị tố san, thấu hiểu lòng cha trời mẹ đất, vĩnh viễn thôi ăn thịt, vâng giữ niệm dân bảo vật giữ, riêng sắp đặt món chay. 65 câu đối tán dương Đức Địa Tạng. Chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ Đề, miễn giữ lạc bạt khổ chi tâm, cộng tam tuế thập hư nhi mạc ký, địa ngục dĩ không, thì thị thành Phật, tố hương tử vận bi chi niệm, cửa ngũ thừa, kiểu giới nhi vô di. Chúng sanh độ hết mới chứng Bồ Đề, tưởng tấm lòng ban vui dẹp khổ, khắp ba đời mười phương vẫn chưa chọn, địa ngục không rồi mới hiện thành Phật, nghĩ giới niệm hương tử vận bi, cả năm thừa trên giới đều chẳng sót. 66 câu đối về các pháp sâu thẳm như biển. Phật nguyện hồng thâm phổ bị tam căn, nhân tư kiểu giới đồng quy thập phương cộng tán, pháp môn quảng đại bất di nhất Phật, cố đắc thiên kinh tịnh xiển vạn luận quân tuyên. Phật nguyện rộng sâu độ khắp ba căn, do vậy chín giới cùng nương về, mười phương cùng khen ngợi, pháp môn bao la chẳng sót một ai, nên được ngàn kinh đều xiển dương, muôn luận đều tuyên nói. 67 câu đối giải thích đích xác ý nghĩa từ ngữ cách Phật trí chi. Cách trừ huyễn vọng tư dục Phật, trí hiển trung dung bình di chi. Trừ khử Phật tư dục huyễn vọng, thấu tột luân thường giữ trung dung. 68 câu đối về ăn chay niệm Phật. Miễn Như Lai mẫn niệm thù ân, thường trì hồng danh ký lệ kiếp tội, khiên do tư tức diệt. Quán thế nhân nhai xài tất báo, vĩnh đoạn nhục thực, dĩ sát thân oán hận quyết định nan tiêu. Nghĩ đến ân đức Như Lai sâu xa thương tưởng, thương trì hồng danh, hỏng diệt ngay tội khiên bao kiếp. Ngó thấy quả báo người đời chớp mắt phải chịu, quyết không ăn thịt để giải trừ hận giết khó tiêu. 69 câu đối để chỗ ăn chay. Thổi ngộ nhân ố từ chi tâm, xảo hành cứu tế, thể thiên địa hiếu sanh chi đức, vĩnh giới tàn thương. Suy lòng lũ ta sợ chết, khéo hành cứu tế, hiểu đức trời đất hiếu sanh, mãi kiêng sát thương. 70 câu đối về ăn chay niệm Phật. Khẩu phúc ngộ nhân xuất nhĩ, phản nhĩ kết oán đối, Phật danh tế thế, niệm tư tại, tư dự thánh lưu. Miệng bụng lầm người từ đâu ra, trở về đó kết oán thù, Phật danh cứu đời, niệm từ đâu nghĩ tại đấy dự dòng thánh. 7. Phụ lục. Cổ nhân nói Bá Di Thúc Tề tuy hiền, nhưng do được phu tử nhắc đến mà thêm nổi tiếng. Nhân Uyên tuy trầm học, nhưng do bám vào đuôi ngựa ký mà hạnh thêm dạng. Đức Sâm khổ não khôn xiết, hạnh lẫn học đều thiếu, nếu không được ấn lão nhân nhiếp thọ nâng đỡ, quả thật chẳng biết sẽ đặt chân nơi đâu, vốn là bản đến những chuyện chi khác. Mà cũng là nhờ các vị tăng tục để lọt mắt xanh thương xót, chứ nào phải chỉ riêng mình lão nhân gia bị mà được như thế. Ngẫu nhiên có ghi chép viết lách thì quê cảnh không ra hồn, lời lẽ thiếu thứ tự nào khăm lưu truyền trong cõi đời, kẻo gai mắt nhã của người khác. Nhưng do cư sĩ Trà Tần Thần gửi thư thuật tình huống xanh tây của cư sĩ Hứa Chỉ Tịnh, lão nhân liền gửi thư bảo Đức Sâm ghi thuật chuyện ấy để đính kèm vào cuối bộ văn sao tục biên. Do vậy tuân theo mạng lệnh ấy, ghi lại đôi lời về những sự thật, tình hình rõ ràng liên quan đến pháp yếu để tạo thành phần phụ lục, rồi trình lên lão nhân giám định đã được ngài chấp thuận mới dám bám vào đuôi ngựa ký, để nhờ đó được lưu truyền rộng rãi. Nếu nói muốn nối gót lão nhân hoặc tuyên pháp đạo thì tôi chẳng dám, chỉ là nương tử quang của lão nhân, ngõ hầu những sự thực được ghi chép sẽ truyền bá xa gần, khiến cho người ta tin ngay chẳng ngờ mà thôi. Khổ não tỳ kheo Đức Sâm kính cần viết. Một, niệm Phật nhiếp tâm kệ, sao chép theo bài viết trên vách Vân Thủy Đường. Sách A-di-đà kinh yếu giải của Đại sư Ngẫu Ích có câu: nếu tín nguyện kiên cố thì lâm chung dù 10 niệm hay một niệm cũng chắc chắn được vãng sanh. Nếu không có tín nguyện, dù chỉ danh hiệu đến mức gió thổi chẳng lọt, mưa tát chẳng ướt, hệt như tường bạc vách sắt, cũng không lẽ nào được vãng sanh. Tổ sư cực lực nói toạc ra như thế chính là lời thành thật phun gan nhạo mật, mổ tim vẩy máu dành cho bọn người dùng chỉ danh để đè nén vọng tưởng chẳng biết cầu sanh vậy. Kẻ tu tịnh nghiệp chẳng thể không biết điều này, nhưng bọn ta đã biết sanh lòng tin, phát nguyện quyết định cầu sanh, hiềm rằng vọng tưởng tơi bời, miệng tuy niệm Phật tâm hoàn toàn mê muội tán loạn, đấy cũng là điều chướng ngại vãng sanh. Nếu giống như Sâm là kẻ nghiệp chướng sâu nặng, độn căn tệ nhất, thì dẫu tuần chiếu theo mấy phương cách tốt lành của tiền nhân, vẫn cảm thấy tốn sức mà khó thể chế ngự tâm vào một chỗ.
Ở đây tôi sao chép bài kệ Nhiếp Tâm Niệm Phật của Vân Thủy Tăng viết trên vách để dường như khơi gọi những gì tiền nhân chưa khơi gọi. Dùng cách ấy để điều phục thân tâm, quả thật so ra hữu hiệu hơn những phương cách khác, huống chi niệm niệm còn nghĩ đến hoa sen, tức là an tâm nơi cảnh thủ thắng cõi Tây Phương, tự nhiên sẽ có ích cho tịnh hạnh. Chọn chẳng có điều tệ nào chẳng suy tính mà ngầm hợp với pháp nhiếp chọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối của Đức Thế Chí, đem chỉnh lên có lẽ ấn công lão nhân cũng khen ngợi là tuyệt hay. Vì thế dám đem chép kèm vào đây để những tịnh nghiệp hành nhân độn căn hèn kém như sâm nương theo tu tập kệ rằng: nếu hỏi pháp niệm Phật, nhiếp tâm tự có cách, niệm mỗi một câu Phật miệng tỏa hương hoa sen, do tâm ta thành tịnh nên có mùi hương này, hoa từ miệng thoát ra, đóa đóa về trời Tây. Mỗi câu Phật một đóa có màu vàng quang minh. Niệm Phật hiệu câu đầu, hoa xanh tỏa ánh xanh. Niệm Phật hiệu câu kế, hoa vàng tỏa ánh vàng. Niệm Phật đến câu ba, hoa đỏ tỏa ánh đỏ. Niệm Phật hiệu câu bốn, hoa trắng tỏa ánh trắng. Xoay vần tưởng như thế, niệm niệm chẳng hề quên. Chẳng cần phải nhớ số, chỉ tưởng sắc hương quang, nếu tâm chẳng tán loạn, quyết thấy đại nguyện vương. 2. Bài ký và bài tụng về chuyện cư sĩ hứa chỉ tịnh vãng sanh. Cư sĩ tên là Nghiệp Hốt, người huyện Bành Trạch, tỉnh Giang Tây, làm quan Hàn Lâm năm Giáp Thìn 1904, đời Quang Tự nhà Thanh, làm quan 8 năm sau khi Quang Phục Trung Hoa Dân Quốc thành lập, tiền ẩn cư năm Dân Quốc thứ 2 1912, hướng lòng học Phật, đốc chí nơi tịnh độ. Tiếp đó đọc ấn quang pháp sư Văn Sao, để biết lão nhân là bậc long tượng trong pháp môn, thật đúng là Thái Sơn bắt đầu trong tịnh tông. Rồi biết Quan Âm đại sĩ chính là vị phụ tá bên trái Phật Di Đà, là bậc hướng dẫn trí tuệ của cõi sen để khởi ý niệm triều bái Phổ Đà, lễ đại sĩ, yết kiến cụ ấn. Năm Dân Quốc 11, 1922 đi triều bái lễ bái chiêm ngưỡng xong, đem bài sớ lễ Quán Âm để soạn chỉnh lên. Toàn văn bài sớ này được chép ở đầu cuốn Quán Âm Bồ Tát Bổn Tích Cảm Ứng Tụng. Trong ấy có câu: thực đình trương chi vu khắc nhật Tây hành, ăn khoai đình trương hẹn ngày về Tây. Lão nhân liền nghĩ ông ta còn chưa thôi ăn mặn, bèn hỏi: ông đã ăn chay hay chưa? Đáp: ăn chay theo kỷ. Lão nhân nghiêm mặt quả trách: thật là tệ, bậc đại thông gia như vậy mà vẫn chưa lấy thân làm gương ăn chay thì làm sao cảm hóa được người khác. Lớn tiếng quát to, cư sĩ vui vẻ ưng chịu, chẳng những không một mảy may nào trái ý, mà thật ra tâm còn vui sướng, thành thật khâm phục. Hôm sau dâng thư xin lão nhân tiếp tục biên tập Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, tự nguyện sẽ giúp cho thành tựu. Gặp mặt nhận lời của trách tử bi mà biểu lộ muôn phần cảm kích đáng khen, danh chẳng hư truyền. Lão nhân thấy cư sĩ tri kiến thuần chánh, văn bút siêu diệu, đúng là lòng rỗng rang như hang núi, thật hiếm có trong đời mạt, bèn thỉnh cư sĩ biên tập Quán Thế Âm Bồ Tát Bổn Tích Cảm Ứng Tụng. Từ đấy thư tử qua lại càng thêm mật thiết, nhưng vẫn giữ lễ đệ tử xin được quy y với lão nhân, ban cho pháp danh. Lão nhân bèn đặt pháp danh là Chỉ Tịnh. Năm Dân Quốc 16-17, 1927-1928, tị nạn tại Thượng Hải, cư sĩ Nhiếp Vân Đài thỉnh ông hứa biên tập bộ lịch sử Cảm Ứng Thống Kỷ. Hai cuốn sách ấy lần lượt được lưu truyền, và những vị tăng tục có chánh tri kiến đều khen là Phật lý cao sâu, văn học tinh túy. Lão cư sĩ Phan Đối Phủ lại thỉnh ông hứa biên soạn Phật Học Cứu Kiếp Biên. Ba cuốn sách soạn xong đều được ấn lão nhân lo liệu ấn hành. Ngay cả việc ấn hành sơn trí của Tứ Đại Danh Sơn, cư sĩ cũng đều góp sức. Trong lời tựa những bộ sơn trí ấy, lão nhân cũng đã thuật đại khái. Năm Dân Quốc 25-1936, tại chùa Báo Quốc, cư sĩ lại cầu lão nhân đích thân truyền Bồ Tát giới, do trước kia vâng theo lời lão nhân dạy đã tự thọ giới trước Đức Phật. Cư sĩ tuy có học vấn đạo đức người khác có thể sánh kịp, nhưng tấm lòng rỗng rang khiêm tốn, gặp tăng ắt vái chào, thấy Phật ắt lễ, toàn thân buông xuống, nghiêm ngặt giữ thân phận hàng tại gia bạch y làm đệ tử quy y Tam Bảo, chẳng tự hào kiêu căng ngạo mạn, thật là chuyện người hiện thời khó thể làm được. Hơn nữa tùy pháp nào cũng dung thông, nhưng tu chỉ cẩn trọng lại hoàn toàn giống như ngu phu ngu phụ thật thà niệm Phật, nhất tâm cầu sanh Tây Phương chẳng mảy may đổi rời. May được Tam Bảo gia bị, tốt nghiệp lẫn tịnh hạnh đều cảm vời, chuyển quả báo nặng ắt phải đời đời kiếp kiếp đọa lạc tam đồ. Trong đời sau do ác nghiệp, sát sanh ăn thịt não hại chúng sanh trong thuở trước, thành báo nhẹ trong hiện tại để liễu thoát ngay trong đời này, nhanh chóng về Tây Phương.
Vì thế trong nhiều năm gần đây, cư sĩ thường bị bệnh khổ. Xin hãy coi tiểu sử hai vị cổ đức là Giới Hiền và Huyền Trang sẽ tự tin tưởng lời nói này chẳng hư vọng. Do Sâm thường hầu cụ Ấn, lại có tình đồng hương với cư sĩ, mỗi khi ít việc thường thông tin cho nhau nên biết khá tường tận. Này chỉ trình bày những chuyện tránh yếu, còn đối với hết thảy những chuyện nhỏ nhặt như công khóa nhất định mỗi ngày, tinh tấn tu trì và kiêm hành điều lành thế gian, cạn hết lòng thành duy trì hộ trì tam bảo đều chẳng rảnh rang để viết đầy đủ được. Đến tháng 5 năm Dân Quốc 27, 1938, cư sĩ tị nạn tại chùa Hoàng Long trên ngọn cổ Lãnh Lô Sơn lại mắc bệnh nặng. Đến tháng 7 nhuận, bệnh đỡ hơn một chút nhưng vẫn nằm bẹp không thể cầm bút được. Bèn đọc thư, bảo cháu ngoại viết thay, thuật diễn biến bệnh tình và thuật những ý như từ nay trở đi gấp cầu giải thoát sớm được sanh về Tây. Nhưng nghĩ kỷ hoa sơn trí chưa xong, nếu như chưa vãng sanh ngay mong sẽ đọc trước cho lẹ, vân vân. Giờ nghĩ cụ đã suy yếu đến mức ấy, biết cụ sẽ chẳng còn là khách trọ lâu ngày trong cõi người nữa. Tháng 10 nhận được thư của thầy Phước Hải gửi đến, biết cụ đã về Tây. Khi ấy cụ thọ 63 tuổi. Đến năm Dân Quốc 28 1939, cư sĩ cha Tần Thần sao lại lá thư của một vị cư sĩ sống cùng chùa là cư sĩ Diêu Bán Tăng viết cho anh ông ta. Anh ông ta là Diêu Tiết Khanh, là môn sinh của cư sĩ, đem gửi cho Sâm. Nhờ đấy biết tường tận tình hình hứa cư sĩ sanh Tây. Thư nói, ngày mùng 1 tháng 9 chỉ ngày âm lịch, chỉ ngày tháng âm lịch của năm 1938, gọi em đến trước giường dặn dò hậu sự, tiếp đó mỉm cười nói, sáng nay mộng thấy Phật đến khắp thân là chuỗi ngọc, tướng hảo quang minh hướng về tôi bảo, ta đến gặp ông, tôi liền lễ bái trong khoảnh khắc liền tỉnh giấc, chẳng phải là Đức Thế Tôn từ bi, riêng đến an ủi tôi hay sao? Nếu lại được ngài thị hiện tiếp dẫn khiến cho tôi được đới nghiệp vãng sanh, thì may mắn quá. Nói xong liền chắp tay nói hẹn gặp lại ở Tây Phương. Từ đấy không còn nói năng gì nữa, chỉ chuyên tâm thẩm niệm Phật hiệu. Đến 7 giờ sáng ngày mùng 3 an tưởng về Tây, toàn thân lạnh hết, chỉ còn mình đỉnh đầu vẫn ấm. Lúc nhập khám toàn thân mềm mại như bông, nghiễm nhiên giống như vị lão tăng nhập định, sắc mặt tươi nhuận hơn lúc còn sống. Đúng là các căn tươi vui, chánh niệm phân minh, giả báo an tưởng như nhập thiền định. Tăng tục thấy nghe, khởi lòng kính nể sâu xa, khen là hy hữu, giữ lại chùa niệm Phật 7 ngày theo đúng luật hỏa thiêu, cho xương vẫn giữ tại chùa Hoàng Long. Sâm nói, do nhân như thế mà cảm được quả như thế, được như sở nguyện, mãn bồ đề nguyện. Nguyện người thấy nghe phát bồ đề tâm, cùng niệm Phật hiệu, cùng sanh Tây Phương, tương lai trong ao bảy báu sẽ được kẻ vai với cư sĩ cùng đi, cùng là đệ tử của Phật Di Đà, nghe pháp chứng vô sanh nhẫn, cùng độ chúng sanh xa bà. Nhằm mãn nguyện của cư sĩ nên soạn bài ký, lại còn nói bài tụng rằng: Than ôi tịnh công, bậc kim thang cho pháp môn, đủ tránh chế kiến, an phận thủ thường nghiên cứu khắp kinh tạng, thâm nhập chỗ thẳm sâu của Phật tổ, thị hiện thân phận bạch y, giữ vững biên cương kỳ viên, thường than cuối đời mạt, tăng tục phần nhiều thiếu sót bột phận, tận lực đề xướng liên xã, ắt phải cậy tăng giả nêu kỳ cương, tông lẫn thuyết đều thông, đáng xưng là bậc ngoại hộ phế cánh, giữ cho tăng sống yên, bảo vệ đạo pháp, thật đáng khen là bậc long tượng vô song. Pháp nào cũng viên dung nhưng chỉ giữ mỗi giáo pháp tịnh độ khế cơ khế lý, môn nào cũng thấu đạt thông suốt, chỉ thẳng tới cõi cực lạc, dễ hành dễ đạt. Nay đã dưa chín cuống rơi, quả thật được Tây Phương giáo chủ tiếp dẫn, càng mong mau chứng vô sanh, chẳng trái bổn nguyện. Lại điền trở lại xa bà hộ trì tam bảo, làm thuyền tử phổ độ chúng sanh. Ba, so sánh sự tổn hại và lợi ích giữa được và không được trợ niệm. Cư sĩ Lưu Hiểu Ngu tên là Cảnh Liệt, người huyện Cám, tỉnh Giang Tây, tuổi trẻ du học Đông Doanh, Nhật Bản, là bạn học với ông Thái Tùng Pha, vân vân. Sau khi quang phục từng làm nghị viên Quốc hội khóa đầu tiên, năm Dân Quốc thứ 6, thứ 7, 1917-1918, đảm nhiệm chức ty trưởng ty chức phương, do người anh họ là cư sĩ Hảo Ngu, tên ngoài đời là Cảnh Hy, vốn là một thân sĩ tiếng tăm ở Cám Châu, rất tôn sùng Phật học, cho nên từ thuở bé đối với pháp môn cư sĩ cũng chịu hộ trì. Ngôi chùa cổ Thọ Lượng trong thành bị bỏ hoang sụp nát từ lâu. Đầu thời Dân Quốc, người dân trong vùng tính mượn danh nghĩa lập trường tiểu học cho quốc dân để che đậy ý đồ chiếm hết cả chùa, chiếm đóng nơi ấy. Về sau do cư sĩ phát khởi, thỉnh Hòa Thượng Đại Xuân kiêm nhiệm chủ trì giúp sức bảo vệ,
Đến năm dân quốc thứ 8, thứ 9, 1919, 1920, nhà chùa cùng trường học dính vào chuyện thư kiện, đều do cư sĩ đức cao trọng vọng mà một người sướng trăm người hòa ngả dạp theo gió. Và những vị chánh sĩ thuộc các giới thân sĩ thương nhân giáo dục ở địa phương đều nhất trí chủ trương công đạo, rời nhà trường khỏi chùa, bảo toàn được cơ sở nhà chùa và chuộc lại trường đó ruộng cho cấy rẽ. Đến năm dân quốc 22, 1933, chính quyền địa phương phóng đường cái, nhà chùa nằm ngay trên tuyến đường, được quy định thiết lập đại lộ, hai bên đều biến thành trang trại nhỏ. Họ tính phá sạch cả chùa, muôn phần không còn cách gì bảo tồn được nữa. Hàng tăng tục đã đến chỗ sơn cùng thủy tận rồi. Biết Sâm khi xưa đã từng phụ giúp Hòa Thượng Đại Xuân có mối nhân duyên với chùa ấy. Khi đó, Sâm đang hầu hạ cụ Ấn tại đất Tô, ác sẽ quen biết vị hộ pháp có thế lực. Họ bèn gửi thư xin lập phương cách cứu vãn. Khéo sao cư sĩ cũng do tị nạn mà đến đất Tô, đã quy y với Ấn lão pháp sư, ăn chay theo kỳ, tu tịnh nghiệp pháp danh là Đức Thành. Xâm về tạo dựng tượng đại sĩ bằng sắt cao 20 thước mà buôn tẩu hô hào, nhà chùa được giữ nguyên vẹn. Tiến hơn một bước nữa là lại được trùng hưng, cũng nhờ công sức cư sĩ giúp đỡ không ít. Đến năm dân quốc 25, 1936, cư sĩ trở về quê, chuyện duy trì nhà chùa càng nhờ cậy cư sĩ nhiều hơn. Nhưng do việc công, chuyện tư bề bộn, tuy đã phát tín tâm nhưng khó chuyên thực hành được, mỗi ngày bất quá thực hiện không khóa chốc lát, tùy duyên tu tập mà thôi. Đến cuối thu năm dân quốc 27, 1938, do sát nghiệp trong đời trước, đời này chưa cảm, lại bị bệnh nặng khi chưa quy y Phật, cư sĩ thích bẫy chim lưới cá, sát hại rất nhiều sinh mạng. Năm dân quốc mười mấy từng bị chứng đối khẩu sang, bệnh tình rất nguy hiểm, đau khổ cùng cực, bèn phát nguyện đoạn trừ thói quen xấu ác ấy. Do niệm Quán Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, chợt nghe trên hư không tỏa hương, bệnh tình dần dần được bình phục. Dây dưa lâu ngày đau khổ khó kham, sai con là Phát Trang đem món tiền mấy trăm đồng cậy Sâm cúng dường cho cụ Ấn và làm công đức thay cho mình. Sâm lo liệu xong biết thư phúc đáp, khuyên cư sĩ nên ăn chay trường. Nghe nói đến cuối năm cư sĩ mới thực hành chuyện thôi ăn mặn. Cho đến tháng 3 năm dân quốc 28, 1939, bệnh tình ngày càng thêm nặng. May nhờ thê thiếp dâu con đều là đệ tử quy y với cụ Ấn, đều biết trợ niệm lúc lâm chung là chuyện khẩn yếu, bèn trong ngày 17 thỉnh hai vị tăng ở chùa Thọ Lượng đến trợ niệm. Niệm đến sáng ngày 19, cư sĩ tự biết sắp từ biệt trần thế, sai khiêng ra trước sân để đổi không khí, gọi anh em dặn dò hậu sự, bảo người con cả là Phát Trang quỷ nghe di chúc. Nói xong mọi người thấy sắc mặt cư sĩ rất lạ, bèn khiêng trở vào phòng ngủ. Hai vị tăng và người nhà đồng thanh niệm Phật hiệu để trợ niệm. Phát Trang kính cẩn nâng tượng A Di Đà Phật tiếp dẫn, thỉnh cư sĩ hãy nhìn xem. Do lúc mới phát bệnh ngặt thì vẫn là chứng bệnh ở phía ngoài cổ, tức chứng đối khẩu sang tái phát, khiến cho tay trái rũ xuống mấy tháng không thể giở lên được. Chính đang lúc hấp hối vừa thấy tượng Phật, tay trái chợt hoạt động như thường, giơ lên chắp tay, liền tỏ vẻ hoan hỉ hớn hở niệm gấp A Di Đà Phật. Lúc ấy chẳng có mảy may đau khổ nào, an tưởng qua đời giữa tiếng niệm Phật của mọi người. Thọ được 61 tuổi, nhằm ngày 19 tháng 3 năm Kỷ Mão 1939 âm lịch. Cư sĩ bệnh nặng mấy tháng đau khổ khó khăn quả thật là báo nặng trong đời sau, do não hại chúng sanh đã chuyển thành báo nhẹ trong hiện đời. Đến khi lâm chung có được tướng lành ấy, có thể nói là các căn tươi vui, chánh niệm phân minh, xả báo an tưởng, như nhập thiền định chắc chắn sanh về Tây Phương, không còn ngờ gì nữa. Việc ma chay đãi khách nhất nhất đều tuân theo lời cụ Ấn đã dạy trong thư, nhất là dùng cỗ chay mở ra đầu mối đầu tiên theo đường lối Phật hóa ở miền Nam Cám Châu. Thiện lợi như vậy, tuy do chính thiện căn của chính cư sĩ chín muồi, nhưng quyến thuộc giúp sức đúng pháp, khéo trợ niệm vào lúc lâm chung, cho nên cũng thật sự là một trợ duyên rất lớn. Vì thế cuối cùng tôi mong tứ chúng Phật tử hãy sớm chú ý điều này. Bà Đình nhà họ Lý, pháp danh Đức Hoàng, từng làm vợ cả ông Lý Ích ở Dương Châu. Do chồng đã cưới vợ lẽ mà bà lại chưa từng sanh nở, khó sống yên trong nhà chồng được, bèn đến sống nhờ nơi mẹ kế là cư sĩ Đinh Đức Nguyên. Bà mẹ kế cũng coi bà Đinh như con ruột, nâng đỡ lẫn nhau, quây quẩn bên nhau gần suốt 20 năm mà sống hệt như một ngày. Năm dân quốc 17, 1928 ở tại đất thân Thượng Hải,
do thần hữu dẫn đến gặp Ấn Lão Pháp Sư, bèn cùng nhau cầu khẩn xin được nhiếp thọ quy y, xin ban pháp danh. Lão nhân cũng nghĩ tới lòng họ thành khẩn, bèn tự đi chấp thuận và ghi cho pháp danh là Đức Nguyên Đức Hoằng. Từ đấy ăn chay trường, thờ Phật tu trì nghiêm cẩn, mẹ con nương tựa nhau chuyển thành pháp lữ. Đau đó nghĩ tục duyên bạc phước, quyến thuộc thưa thớt, nay gặp Tịnh Tông là cha mẹ tốt lành, hướng dẫn xuất thế được nương tựa nơi thầy cũng là may mắn muôn vạn. Do vậy đối với lão nhân, tâm hiếu kính mười phần chân thật thiết tha. Luận về sự tin tưởng tu trì thường ngày thì hết thảy mọi mặt cư sĩ Lý Đinh Đức Hoàng đều trội hơn Lưu cư sĩ. Chỉ hận túc nghiệp ngăn chướng, nhân duyên khiếm khuyết, mùa hạ năm Dân Quốc 27-1938, thấy Vũ Hán sắp lâm vào cảnh vây hãm nguy ngập, bèn từ Hương Cảng đến tị nạn tạm thời tại đất Hỗ, Thượng Hải. Do giá nhà quá cao, thuê mướn chẳng dễ dàng, bèn ở tại khách sạn vừa quá tốn kém, vừa quá bất tiện. Cụ Chân Đạt chùa Thái Bình biết mẹ con bà tin Phật chân thật thiết tha, trong lúc đại kiếp này lênh đênh không nơi nương tựa, quyến thuộc điều hưu, thật đáng thương xót, nên trong chùa có lập một tịnh thất cho năm người già trẻ cùng sống. Đến đầu tháng 3 năm Dân Quốc 28-1939, Lý cư sĩ đột nhiên mắc bệnh thương hàn, dây dưa tới tháng 4, thuốc men không công hiệu, bệnh tình ngày càng nặng thêm. Trong chùa Phật sự bề bộn, phòng ốc lại ít, nếu chết tại chùa không cách chi xếp đặt ổn thỏa được, bất đắc dĩ phải đưa vào bệnh viện. Quy định của bệnh viện là phải theo quy cách Tây Phương, việc chọn niệm đúc lâm chung muôn phần khó thể thực hiện được. Nhập viện 2-3 ngày, những người biết Phật Pháp chẳng thể đến thăm được. Cư sĩ bèn chết hồ đồ tại bệnh viện vào sáng ngày 18 tháng 4, thọ 50 tuổi. Người có tín tâm tu trì như thế, nếu lâm chung được chọn niệm đúng Pháp sẽ hiện tướng lành vãng sanh, chẳng kém cư sĩ Lưu Hiểu Ngu. Nhưng vì cơ duyên bị trở ngại, hoàn toàn chẳng được hưởng lợi ích do chọn niệm, đến nỗi tín tâm hàng ngày chẳng thể thọ dụng được trong đời này, chỉ thành nhân duyên đắc độ trong vị lai, thật đáng tiếc quá. So sánh những chuyện này, biết đích xác trợ niệm đâm chung có quan hệ rất trọng yếu, tuy nhiên công chẳng đúng uổng, quả không bỏ phí. Cõi đời chẳng có quả nào không có nhân, cũng như không có nhân nào chẳng kết thành quả. Điều cư sĩ hưởng thiện lợi như thế là do nhân gieo trong đời trước nay đã chín muồi, vì thế có được thiện duyên quyến thuộc giúp cho thành tựu. Lý cư sĩ chịu cảnh ngang trái như thế, chắc là vì đời trước phá hoại chuyện thủ thắng của người khác, đến nỗi cảm lấy đủ mọi thời tiết nhân duyên, chẳng đúng pháp gây nên chướng nạn. Hết thảy thiện hạnh, do tín phục tam bảo trong hiện tại chắc chắn sẽ tạo thành cá nhân đắc độ trong vị lai, chẳng thể nghi ngờ bàn bạc mảy may nào nữa, nhưng rốt cuộc chẳng thẳng chóng bằng liễu thác ngay trong đời này. Do vậy lão nhân thường nói, lợi người tức là lợi mình, hại người còn quá hại mình. Nguyện những vị tăng tổ cùng hàng có trí sanh tây, trong nhất cử nhất động hãy chú ý nhân quả, khiến cho mỗi bước mỗi chuyện đều tạo thành duyên thủ thắng, để thành tựu vãng sanh, đấy là điều thiết yếu vậy. 4. Người tu tịnh nghiệp ăn chay niệm Phật trong sự sự thường nhật, chuyện gì cũng phải rất phù hợp với tịnh hạnh thì mới có thể vãng sanh. Cư sĩ Tào Á Bá, người huyện Dương Tân, tỉnh Hồ Bắc, thiền tư khá tốt, đến tuổi búi tóc đi học liền cùng với những vị tham gia cuộc khởi nghĩa Vũ Xương cực lực để xướng cách mạng. Triều đình nhà Thanh nghiêm cấm, bèn liều mạng bỏ ra nước ngoài đi khắp Âu Mỹ cùng hoạt động chung với các vị như Tôn Tổng Lý. Đến năm Dân Quốc 11-1922, cư sĩ bèn chẳng muốn nghe đến chuyện quốc sự nữa, ẩn cư tại Thượng Hải, tiếp đó tậu sản nghiệp, dựng nhà tại Côn Sơn, rồi nghe theo lời khuyên của cư sĩ Trương Thuần Nhất tin tưởng Phật Pháp, đọc khắp những bộ kinh luận nổi tiếng của Đại Thừa. Đến năm Dân Quốc 18-19, 1929-1930, sau khi thần cận cụ Ấn cũng khá hợp tính với Sâm, hễ gặp người khác bèn đem Phật Pháp khuyên lên để sướng tuyên truyền, khá có ảnh hưởng. Đối với chuyện thuộc Pháp môn, cư sĩ tận lực hộ trì, chẳng hề né tránh, kiêng dè. Cũng là người làm được những điều người khác khó thể làm. Sâm lo liệu những chuyện thuộc về tài sản nhà chùa tại Giang Tây, cũng được cư sĩ giúp sức không ít. Ông ta khinh tài trọng nghĩa, thanh cao thật thà, chẳng tranh quyền lợi với ai, cũng là hạng người hiếm có trong thời này. Tiếc là chuyện gì cũng luông tuồng, chẳng tuân theo quy củ đã định, đến nỗi phần nhiều những chuyện ông làm đều trở thành trò đùa, vì thế chỉ gieo được cá nhân xa, chứ có thể được lợi ích thật sự trong đời này. Thường ngày do thân lẫn tâm đều mạnh mẽ, ông tự coi mình là anh hùng, mong có thể sống tới 120 tuổi.
Hiềm rằng thuở thiếu niên chơi bời bừa bãi, chuyện này ông ta thường tự lớn tiếng nói cho người khác biết, trác táng quá độ, nên đã trở thành bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong thì khô héo, cho nên đến tuổi xế chiều cũng thường sanh bệnh. Mùa thu năm Dân Quốc 26-1937, bị bệnh thổ tả nhẹ, chị gần lành vẫn gửi thư cho Sâm, ước hẹn kỳ hạn đến đất Tô lễ bái thân cận cụ Ấn, nhân đấy bày tỏ nỗi lòng. Nào ngờ tối hôm trước ngày đã định, cư sĩ mắc chứng dịch tả. Lần này những người bạn thân đã ước hẹn đồng hành, đến mời cư sĩ lên đường. Thấy ông ta đã sắp mất chưa đầy một tiếng đồng hồ đã thiêng thiếp qua đời, thọ 62 tuổi, chỉ được nửa số tuổi mong muốn, mất đúng vào giữa trưa ngày 25 tháng 8. Hết thảy các sự thế gian lẫn xuất thế gian đã nói trước đây đều trở thành bánh vẽ. Đây chính là bằng chứng chắc như sắt về chuyện đùa bỡn nơi pháp môn có được lợi ích thật sự trong đời này. Người tu tịnh nghiệp đối với hết thảy những chuyện chẳng tuân theo quy củ đã định, phải thống thiết răn ngừa vậy. Cư sĩ Bành Thủ Triết, người huyện Nam Xương, tỉnh Giang Tây, năm Dân Quốc 18-1929, đặc biệt sang đất Hỗ chọn đầu bếp, chuyên nấu món chay về Nam Xương, trông coi tiệm đồ chay. Nhân đó đến chùa Thái Bình lễ cụ Ấn nên mới bắt đầu quen biết Sâm. Về sau ông lại trông coi Phật Kinh Lưu Thông Xứ tại chùa Hiệu Dân. Do làm việc nghiêm túc, ông được các cư sĩ tín nhiệm, cho nên công việc cả hai nơi đều giao cho ông chăm sóc. Đối với chuyện trong pháp môn, ông luôn ủng hộ các vị tăng tục, cũng như dốc cạn tâm lực hộ trì đề xướng. Sâm phải lo chuyện tài sản nhà chùa ở vùng Nam Cám, được ông lập nhiều cách giúp đỡ, hưởng lợi ích cũng sâu đậm lắm. Nhưng vì ông đông con quá, trong nhà chẳng có của cải gì, duy trì sanh kế cho gia đình khá vất vả. Công khóa tự tu, tuy chưa thể không gián đoạn nhưng cũng chẳng chịu bỏ luống. Khi ngoài 50 tuổi, do lao lực chất chứa, thân suy nhược, đến nỗi thường đổ bệnh, đến khoảng tháng 7 năm Dân Quốc 27-1938, biết trước lúc mất đã định sẵn kỳ hạn với người nhà. Khi ấy người nhà vây quanh chợ niệm Phật hiệu, cư sĩ cũng chánh niệm phân minh an tưởng về Tây, giữa tiếng niệm Phật của đại chúng. Do ông ta cung kính Tam Bảo, chuyện gì cũng học theo ông hứa chỉ tịnh, nghe nói tướng lành lúc vãng sanh cũng gần giống như vậy. Nhưng lúc nghe còn chưa ghi lại, nên vẫn còn nhiều chuyện chưa thể tưởng tận được. Cư sĩ Tra Tân Thần, người huyện Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, năm Dân Quốc 24-1935, làm nghề buôn bán, gia đạo cũng dư giả đôi chút, nhiệt tâm làm chuyện công ích, ưa làm lành, thích bố thí. Những chuyện từ thiện trong địa phương đều khẳng khái giúp cho thành tựu, làm phó xã trưởng của Cửu Giang Liên Xã. Năm Dân Quốc 24-1935, Sâm qua Cửu Giang vừa gặp mặt lần đầu, liền được ông đặc biệt ưu đãi. Năm Dân Quốc 25-1936, triều bái Phổ Đà đến đất Tô, cả thêm quen biết đậm đà hơn. Mùa xuân năm Dân Quốc 28-1939, do tị nạn về sống tại Cám Châu, tuy phải lênh đênh trôi nổi, vẫn cứ nhất tâm thờ Phật, mấy lần gửi thư cho Sâm để bàn bạc chuyện trong pháp môn. Đến tháng Giêng năm Dân Quốc 29-1940, chẳng may phi cơ oanh tạc cám thản, bom rớt xuống gần nơi cư xử. Cư sĩ cư ngụ bị kinh hãi trúng phong, tiếp đó bị chứng bệnh viêm màng não cấp tính, qua đời vào giờ Thân ngày 21 tháng 2. Do Bình Nhật tin tưởng tịnh độ sâu xa, thật sự có tu trì, lại thêm quyến thuộc cũng hơi biết về ý nghĩa quan trọng của sự giúp sức trong lúc lâm chung, nên tuy bị mất về bệnh ngặt, tâm vẫn giữ được chánh niệm, chọn chẳng có hiện tượng hôn mê vướng mắc, xưng niệm A Di Đà Phật liên tiếp, nhắm mắt an nhiên qua đời. Dựa theo kinh giáo, người mất như vậy có khá đầy đủ tướng lành sanh về Tây, cũng là do chuyện gì cũng đều tuân theo quy củ đã định, phần nhiều phù hợp với tịnh độ mà cảm vời ra. Xét ra ba vị cư sĩ này đều quy y giới tòa của Ấn lão nhân, giữ lễ đệ tử. Đối với cư sĩ hứa chỉ tịnh không ai chẳng đồng thanh tán dương, nhưng hết thảy hành vi của hai vị Bảnh Tra phần nhiều lấy hai vị lão nhân tức Tổ Ấn Quang và ông Hứa Chỉ Tịnh làm khuôn mẫu để phòng theo. Nếu có chỗ nào sức không kham nổi thì cũng tự biết hổ thẹn, chẳng dám buông lung. Do vậy kết quả cũng chẳng thua kém cho mấy. Tào cư sĩ xưng tụng ngoài miệng có thực hành, nhưng không có gì tới nơi tới chốn, chỉ tự mình hành động, phần nhiều gần như là làm quấy quá, chứ thật ít khi thực hiện thật sự. Hơn nữa, hoàn toàn chẳng có công khóa nhất định để lễ bái, chỉ tụng đúng pháp, lại còn thuận theo tâm hạnh của chính mình, nên mang tiếng là niệm Phật, nhưng kết quả cũng hoàn toàn chẳng có ảnh hưởng gì.
Đủ chứng tỏ Phật pháp quý nơi thật hành, chứ không phải chỉ nói suông là có thể giải quyết xong việc. Công chẳng lãng phí, quả chẳng phí uổng. Sâm viết bài này để tự răn mà cũng để răn nhắc hết thảy những ai cùng bệnh vậy. Năm, thư trả lời cư sĩ Hoàng Hiểu Phố, viện trưởng Ân Thí Pháp Viện, đính kèm nguyên văn thư gửi đến Hoàng cư sĩ có pháp danh là Đức Hoàng. Sau tiết Đoan Ngọ 2 bữa, lời chỉ dạy của thầy được gửi đến, để mãi cho đến hôm nhằm tiết đại thử mới cung kính mở ra đọc. Tính ra đã 31 ngày. Giao thông bất tiện như thế này nhằm vào lúc chẳng bình thường, hết thảy mọi việc đều phải xem xét theo quy cách chẳng bình thường thì mới được trời cao đất rộng vậy. Tự nghĩ nghiệp nặng, chứng sâu, may giữ được cái mạng tàn để thưa hỏi cùng thầy, đều là do sức Phật Bồ Tát thầm gia hộ vậy. Ngày 20 tháng 4 âm lịch, máy bay Nhật ném bom viện Thành Ân Thí. Khi ấy, nhằm đầu giờ Dậu, Đức Hoàng từ Pháp Viện tòa án trở về chỗ ở. Còi báo động hú lên, hai đứa con gái và đứa tớ gái ẵm bé Phước Châu chạy vào hang núi trú ẩn. Cô tiểu thiếp ẵm bé Phước bị ở lại với Hoàng không chạy đi. Còi hụ báo động khẩn cấp rú lên từng hồi. Hoàng đối với trước Phật, niệm Quán Âm Bồ Tát, máy bao trao quang lượn lại gầm rít ở Mỹ. Trước Phật tòa có một cái bàn vuông, bên trên phủ vải bông, người tiểu thiếp nép dưới gầm. Chợt kéo áo Hoàng, Hoàng cúi đầu nhìn xuống. Đầu Hoàng vừa rút xuống gầm bàn, bom đạn liên tiếp nổ rèn nhưng không quá dữ dội. Bé Phước bị khóc thét, lưng Hoàng bị miếng văng trúng, chảy nhẹ, đứng lên xem thử. Nhà cửa bị rung sụp, Phật tòa cũng bị nghiêng lệch cho bụi phủ đầy nhà. Dưới chân có bức tượng Quán Âm nhỏ bằng sứ, bèn vội nhặt lấy ôm vào lòng. Năm ngoái phòng ngủ ở Pháp Viện bị tàn phá, tượng sứ ấy bị vùi trong đống gạch ngói chẳng bị hư hao mảy may nào. Tường đã ngã siêu ra phía ngoài, tôi cùng với người tiểu thiếp ra khỏi cửa xem, mới biết 2 dãy phố trước và sau đều bị trúng bom, kẻo gãy rui sụp. Nhà hàng xóm ở dãy phố phía sau lại trúng phải đạn lưu huỳnh bốc cháy. Họ thảng thốt chạy ra khỏi chỗ ẩn núp có kẻo gỗ chống đỡ nơi dãy phố phía trước. Người tiểu thiếp và cô bé hàng xóm chạy tránh đến chỗ an toàn. Hoàng tính vớt vát quần áo đồ đạc nên quay trở lại cổng ngõ nơi trú ngụ, một mình không ai giúp tay, chẳng dám chui vào một mình. Đang trong lúc ngẩn ngơ, chẳng ngờ bốn mặt lửa bốc lên nghẽn lối, phải gấp tránh né, vội nằm nép mình trong cái rãnh bùn lầy phía trong tường, nhắm mắt niệm Phật trên dưới trái phải, tàn lửa rụng như mưa, lấy tay phủ điện tắt. Ngọn lửa cách đầu chưa đầy 1 trượng hơi nóng vô cùng khó chịu đựng được. Bùn trong rãnh đã trở thành nước nóng, quần áo đã bén lửa 1-2 chỗ, trong tâm vẫn không sợ hãi, chỉ tự trách trở nên tham luyến quần áo đồ đạc, để rồi bị hãm trong tuyệt địa, lặng lẽ chờ Phật Bồ Tát tiếp cứu mà thôi. Một hồi lâu sau thấy lửa ở phía nam giảm đi, nhờ gót giày bị bùn đầy thấm ướt, liền cố sức đạp lửa xông qua, đi xa được 10 trượng, rốt cuộc được an toàn không bị thương tổn mảy may. Bất quá da thịt đã bị lửa hun, đã lâu, ông mập đã trở thành chàng gầy nhom. Tất cả quần áo đồ đạc sách vở và nhật ký, bản thảo, thơ văn 10 mấy năm qua đã mất sạch không còn gì. Nhưng hồ sơ vật dụng trong pháp viện, cũng tiêu sạch. Cũng may là các bộ phận hành chính tài chánh đều do viện trưởng phân viện thứ 3 thuộc tối cao pháp viện đảm nhiệm. Ngày hôm qua theo lệnh của bộ, các chức vụ viện trưởng, chủ tịch phân viện đều bị bãi trừ. Trong tương lai tuy Hoàng bị kỷ luật nhưng chắc là chén cơm cũng không bị trở ngại. Pháp viện rời về khu vực tạm trú Đông Hương, Hoàng bèn thuê một gian nhà tranh ở vùng phụ cận, mượn của bạn bè 1-2 bộ quần áo. Đồng Hương tặng cho mấy đứa trẻ mấy bộ, 2 đứa con gái, 2 thằng con trai, có áo không có quần. Phần lớn những tiệm buôn trong thành bị bom phá hủy, ở trong làng muốn ra chợ mua sắm vải vóc rất khó, sống cuộc đời dân tị nạn gần 2 tháng trời. Nghĩ đến mình đàn 3 tuần của tiên phảo không có sức làm chay, chỉ dâng lên 5 đồng cầu xin thầy chuyển lời thỉnh đến đạo tràng 108 Phật thất làm lễ cầu siêu, lại xin mua dùm một món đồ câu cơm tức lục phát toàn thư. Đứa con thứ vốn tên là Phước Bị, chẳng ngờ ấn lão pháp sư khi đặt tên liền dùng ngay 2 chữ ấy, pháp Phật pháp cảm ứng chẳng thể nghĩ bàn. Hoàng tử sau khi thoát ra khỏi cơn nạn lửa, thể suốt đời chỉ chú đại bi, đi đứng nằm ngồi trong tâm đều thầm tụng để cầu thế giới hòa bình, chỉ quan tâm đến chuyện cày bừa, chẳng hỏi đến chuyện thu hoạch, thầy có cho là đúng hay không, sanh con lẫn nuôi dạy đều quan trọng.
Người tiểu thiếp răn dạy rất nghiêm, lúc cấp bách bách cũng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, bé Phước Châu cũng biết lại Phật, còn thường gọi những gì nghĩ biết, rất mong thầy gửi thư răn dạy về lý nhân quả trong lần bị nạn lửa này, tiền thầy cho con gửi lời vấn an trước tòa lão pháp sư. Ngày hôm qua nhận được thư gửi tới bằng đường tàu, ông trải qua một phép nguy hiểm kinh sợ này, khác nào được sống sót từ nơi miệng cọp, đúng là khiến cho người khác chẳng rét mà run. Phật Bồ Tát hữu cầu tất ứng, tầm thanh cứu khổ, cảm thông chẳng thể nghĩ bàn, nay đã có thêm chứng cớ để càng thêm tin tưởng. Sâm tính chọn một bài ký về sự linh cảm đăng trên những tờ báo như Phật Học, Bán Nguyệt San, vân vân, để tuyên dương nhằm khơi gợi lòng tin tưởng của mọi người, mà thiện căn của cư sĩ cũng ngày càng được tăng thêm. Gặp phen cư sĩ mắc đại kiếp về quần áo vật dụng lần này, Sâm ở xa ngoài mấy ngàn dặm quả thật chỉ ôm lòng thương cảm nhưng không cách nào giúp đỡ được. May là cả nhà lớn bé đều được thoát hiểm không hề hấn gì, chỉ có thân hình bị lửa giữ hun lâu nên chẳng mà biến thành gã giòm, chứ không bị tổn thương chi khác, thì cử động này càng thêm thoải mái cũng không trở ngại chi. Còn như trong lúc chưa thoát khỏi hang lửa, đang trong lúc nguy hiểm nhất vẫn có thể tâm không sợ hãi, đấy chính là chỗ biểu hiện một dạng tu chỉ vậy, nhưng chỉ biết lặng lẽ chờ Phật Bồ Tát đến cứu giúp, chẳng biết nghĩ đến chuyện đã lâm vào cảnh hãm tuyệt, đang trong lúc muôn phần không còn bé sống, càng phải nên chuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm danh hiệu nào cũng đều được, nhất tâm mong mỏi Phật Bồ Tát rủ lòng từ, nếu chẳng thể thoát hiểm tìm ra lẽ sống, liền chuyên mong được tiếp dẫn vãng sanh. Chẳng biết suy nghĩ như thế thì chưa phải là triệt để rốt ráo, may đã được thoát hiểm, nếu không sợ rằng đã chôn thân trong hầm lửa, chẳng được lạy lành vãng sanh thì lầm lẫn lớn quá rồi. Chú tâm tưởng Phật Bồ Tát tiếp dẫn vãng sanh, nếu như chưa đến lúc thì cũng cảm được Phật Bồ Tát cứu giúp che chở thoát hiểm. Rất mong hãy đầu xảo trăm thước, tiến thêm bước nữa thì lợi ích lớn lao mới là triệt để. Còn như luận về lý nhân quả trong lần này, thì bọn ta từ vô thủy đến nay không oan nghiệt nào chẳng tạo, chỉ cần nhân duyên hội ngộ ắt sẽ chịu quả báo, ngay như hết thảy tâm hạnh hiểm ác của những kẻ ngay trong hiện thời khiến cho chúng ta mắc phải đại kiếp này, đều là vì bọn ta xưa kia khi mê muội chẳng biết giác chiếu, đã chót mang những tâm hạnh hiểm ác ấy, dẫu có nặng nhẹ mạnh yếu khác biệt thì cũng không gì, chẳng phải là chỉ mong sao ta sống, chẳng sợ người khác chết, cậy 50 bước cười kẻ 100 bước mà thôi. Cõi đời không quả nào chẳng có nhân, mà cũng không nhân nào chẳng có quả. Tương lai rốt cuộc sẽ phải đền bù ra sao, hoặc ngấm ngầm hoặc rõ rệt, sẽ tự có giá trị tương đương. Chúng ta chỉ nên tin tưởng sâu xa nhân quả, chẳng sai tơ tóc là được rồi. Nếu nó rốt ráo là như thế thì chính tôi là hạng tăng phàm tục, chỉ biết cơm cháo chẳng thể nào phân tích được. Về minh thọ 80 tuổi của Lệnh Tiên Nghiêm lão nhân, tôi đã gửi thư cho đạo tràng 108 Phật thất, lập bài vị cầu siêu, bộ đồ câu cơm lục pháp toàn thư đã cậy bạn bè mua dùm gửi dùm rồi. Tôi gửi kèm theo thư này thư trả lời của người bạn ấy để ông biết đầu đuôi. Còn ý nguyện cao quý suốt đời trì chú đại bi để cầu nguyện thế giới hòa bình của ông cố nhiên rất tốt, nhưng đang trong lúc muôn phần không có lẽ sống, đối với kiếp sống thừa sau cơn tai kiếp quang âm hữu hạn này, càng phải nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho nhiều, và đem hết thảy công đức hồi hướng cho khắp mọi chúng sanh, cùng cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, để mình lẫn người đều được lợi ích rốt ráo, liễu sanh thoát tử thật sự. Ngõ hầu chẳng phụ Phật Bồ Tát từ bi cứu vớt lần này vậy. 5. Lời bạt như sau bài ký về chuyện bà Phó Châu Nhân Hiển niệm Phật cảm được cọp thả con lợn mà nó đã bắt. Đính kèm nguyên văn bài ký được gửi đến một bài ký. Phó Châu Nhân Hiển, người thôn Đông Quách, huyện Thanh Giang, tỉnh Giang Tây, là vợ cư sĩ Phó Xuân Phố, chuyển sanh về Tây của ông Phó Xuân Phố, chồng bà ta, xin xem ở cuối phần phụ lục này. Là người nhân từ mềm mỏng, thành thật, khắc khổ, tự gắng sức, tinh thở, tam bảo, niệm Phật chẳng lười nhác. Phó cư sĩ khuất núi, bá linh đênh cô khổ cho trọn một thân, mất nơi nương tựa, nhiều lần bàn tính với bạn bè của cư sĩ Xuân Phố về chuyện ăn ở, gặp phải nhiều nghịch cảnh. Giữa tháng 5 năm Dân Quốc 28-1939, được người ta đưa đến cư trú tại Thanh Tịnh Am ở làng Thạch Pha, cách trấn Trương Thụ mười mấy dặm. Bà Nhân Hiền niệm tụng xuyên dòng chăm chỉ,
Lúc rảnh lên núi đẵn củi để bán, để đổi lấy thừng thóc, đấu gạo. Người trong làng đại đa số không nghe đến danh hiệu Phật, thấy nhân hiền tu chỉ như vậy đều thân cận. Có ai mắc bệnh thì nhân hiền bèn vì người ấy tụng kinh cho thuốc. Thuốc do cư sĩ Dư Kính Tây chế tạo gửi đến, liền có công hiệu lạ thường, trong 10 trường hợp có tới 8-9 người lành bệnh. Một ngày nọ sau khóa tụng buổi sáng, bà Nhân Hiền theo lệ thường lên núi đẵn củi. Củi đã bó chặt xong, đặt lên vai gánh đi, dõi mắt thấy ở phía trước chừng một trượng, trong đám lau lách có con vật gì to như con trâu. Đúng lúc ấy có hai con lợn trong thôn chạy qua chỗ đất ấy, con vật đó liền chụp lấy một con lợn ra vẻ sắp ăn thịt. Bà Nhân Hiền thấy vậy liền lớn tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nào ngờ con vật ấy buông con lợn ra, mặc cho nó trốn chạy. Con vật ấy hai mắt sáng quắc, chăm chú nhìn Nhân Hiền. Nhân Hiền nhìn kỹ mới biết là hổ. Lúc ấy tuy niệm Phật không ngớt nhưng gần như niệm không ra tiếng, kinh hoàng luống cuống chẳng giở chân lên được. Phía dưới núi mấy chục bước chân có nông dân đang cày ruộng. Trong lúc hổ đến đi, những người nông dân ấy đều trông thấy. Bà Nhân Hiền niệm Phật, những người ấy cũng nghe rõ, con lợn bỏ chạy về nhà, chạy đúng ngang qua khoảnh ruộng đó, máu tươi đầm đìa. Những người nông dân đều kinh dị, đều bảo con lợn ấy có thể đào thoát khỏi miệng hổ, quả là một sự kỳ lạ lớn, nhưng người niệm Phật có thể gặp bất trắc. Đường trong lúc vân vân suy tính nghe tiếng niệm Phật đứt nối vẫn thoảng bên tai, ùa nhau lần theo tiếng niệm đi đến, thấy bà Nhân Hiền đứng ngây như con gà gỗ nhưng vẫn niệm Phật như cũ. Mọi người ùa tới hỏi han, Nhân Hiền mới trở lại dáng vẻ bình thường, kẻ lẻ đầu đuôi bỏ củi quay về. Do câu chuyện lạ gặp hổ niệm Phật giải thoát tai ách cho con lợn này, người dân làng Thạch Pha mới biết Phật lực chẳng thể nghĩ bàn. Người tin tưởng do vậy ngày càng đông đảo, đảng na tín thí cũng chẳng thiếu người. Người bố thí đầu tiên chính là chủ nhân con lợn thoát miệng hổ, con lợn ấy nay vẫn mập mạnh như thường. Bài kinh này thu thập từ những điều được tường thuật trong những lá thư do cư sĩ Dư Kính Tây nhiều lượt gửi đến. Hai, lời bạn Phó Châu Nhân Hiển, năm dân quốc đã cầu được truyền Tam quy dưới tòa Hòa Thượng Định Hằng ở Nam Xương, mùa thu năm dân quốc 24-1935, xâm trải về đất Cám, khi đi ngang qua trấn Trương Thụ, bà ta theo chồng là Xuân Phú, xin xâm chuyển thụ ngũ giới. Từ đấy ăn chay niệm Phật tinh tấn chẳng lười nhác. Thế khi Xuân Phú về Tây vào năm ngoái, mắt thấy tướng lành hiện rõ, mọi người khen là hy hữu, nhân đấy tín tâm càng thêm vững chắc. Đã thế trên không cha mẹ, dưới không con cái, lại chẳng có miếng đất cắm rủi, cô quạnh khổ sở không nơi nương tựa, tâm nhàm chán xa bà, cầu sanh cực lạc càng thêm thiết tha. Hiềm rằng túc nghiệp chướng ngăn, tuy có những bạn già của chồng như cư sĩ Tạ Song Hồ vân vân đôi phen giúp đỡ, rốt cuộc do nhân duyên chướng cách khó sống yên được. Nhìn vào những nỗi khốn khổ bà đã trải qua, quả thật là ách nạn, bị đói rét bức bách, không lối nào cầu xin được. May là bà có tâm tin Phật chuyên nhất, thiện niệm chân thật thiết tha, gặp phải chướng ngại vẫn luôn thà tự mình chịu khổ, chẳng muốn gây khó khăn cho người khác. Khổ vui an nguy trong cuộc đời này đều không bận tâm đến, một dạ dốc trí niệm Phật cầu sanh Tây Phương cho lòng chân thiện ấy, nên được cảm ứng như vậy, đủ dệt được túc nghiệp nặng nề. Những nghịch cảnh bà đã phải trải qua trước đây, quả thật đã bị lòng chân thiện ấy cảm ứng mà bị trừ sạch. Chuyển quả báo nặng nề chẳng thể tưởng tượng được trong đời sau, thành quả báo nhẹ nhàng trong đời hiện tại. Vốn là bà quá đói khát khổ sở, không cách gì lo liệu được ba món ăn mặc ở, nay do chẳng mảy may tham cầu mà tự nhiên có cái ăn cái mặc chỗ ở. Tùy do các thiện sĩ thương xót giúp đỡ thành tựu cho, nhưng nếu không được lòng từ của Đức Phật gia bị, làm sao có thể đạt được như vậy? Xét rằng hổ là con vật cực ác, vốn bắt chim chóc gia súc làm thức ăn, nhưng vừa được nghe Phật hiệu, nhân đấy tánh hung ác tiêu ngay, tâm từ thiện nảy sinh, liền thả đi con lợn đã ngoạm vào miệng. Nhưng đều chưa từng thấy được nghe qua, chưa từng nhưng điều chưa từng được nghe qua là hổ ra khỏi rừng thấy người niệm Phật. Đến khi hổ thấy bà Nhân Hiền kinh hãi, hổ liền lánh đi. Sáu chữ hồng danh oai thần thật chẳng thể nghĩ bàn. Hổ còn như thế, con người là vạn vật chi linh nha, rồi rốt cuộc sẽ như thế nào? Này, người trong cả làng ấy nhân chuyện này bèn cảm động sanh lòng tin. Do vậy còn hổ ấy là hộ pháp của Nhân Hiền, là đạo sư người hướng dẫn cho người làng vậy, kinh dạy hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh. Con hổ là một chứng minh càng rõ rệt vậy.
Nguyện khắp những người cùng hàng mắc bẩm tánh tối linh hãy dũng mãnh thức tỉnh giác ngộ để khỏi bị chê trách người thua kém hổ. Nhưng nhân hiện nay đã được như vậy, nếu đột nhiên sanh tâm tự mãn, tự cho là đủ, tự cậy là ta có công hạnh, hoặc xen tạp vọng niệm tham cầu không biết đủ, sẽ khó khỏi chọc giận hộ pháp Long Thiên, tương lai sẽ bị tai ách y như cũ. Chỉ mong bà ta biết mình vốn là bà quá khốn khổ, chắc chắn trở thành người đói khát này được ba thứ ăn mặc ở để có thể sống qua ngày, thì càng phải sanh lòng hổ thẹn sâu đậm, biết đủ biết ngừng, khẩn thiết sám hối, chuyên dọc niệm Phật, ác niệm tham sân si vân vân để mong nhổ sạch cội rễ, phát khởi bồ đề đại tâm, tự độ độ người. Đối với những tài vật được bàn việt thí cho, trừ những thứ sử dụng tiết kiệm chánh đáng cho chính mình ra, tất cả những gì còn dư đều nên thí lại cho người cô đơn nghèo túng suốt đời hành như thế, thì sanh tây sẽ là điều đáng biết được, ngõ hầu khỏi uổng dịp gặp gỡ được Phật Bồ Tát linh cảm gia vị này, mà công đức của các vị đại việt hộ trì cũng được thành tựu viên mãn. 6. Qua thư của Thôi cư sĩ trả lời Du cư sĩ, nhân tiện dâng lên lời phúc đáp cư sĩ Giang Dịch Viên. Cư sĩ Giang Dịch Viên vốn là một đại văn nhân có túc căn, học có học vấn, tùy đối với đế lý tinh áo của Phật Pháp còn chưa thâm nhập. Xem phần đoạn về Tam Quán trong cuốn Diễn Giảng Lục của ông ta, thì người có đầy đủ con mắt sẽ tự biết được trình độ Phật Pháp của ông ta. Do về thế đế, ông ta thông minh hơn người, nên đối với những nghĩa lý Phật Pháp thông tục có thể nêu tỏ rực rỡ lớn lao, lại còn là con người chẳng câu nệ hẹp hòi, luôn hòa nhã khiêm hư, thật chẳng giống như những kẻ cuồng ngạo tự cao, lầm lạc nghĩ mình cao quý lớn lao, có rẻ hết thảy. Vì thế, sớm nghe tiếng ông ta, xem văn của ông ta, chỉ cho bài Tam Tự Tụng và tập đầu bộ Dương Phúc Trai thi kệ, liền khát ngưỡng hâm mộ khôn nguôi. Đến khi gặp mặt trò chuyện càng cảm thấy yêu mến, rất mong mỏi ông ta sẽ cùng với các vị cư sĩ hứa chỉ tịnh Tử Úy Như, Nhiếp Vân Đài, Phạm Cổ Nông vân vân làm kim thang đuổi tà, giúp tránh cho pháp môn. Ở đây là nói đến những vị ngoại hộ, còn có thể hoàng pháp lợi sanh. Nếu chỉ là ngoại hộ thì có nhiều người lắm, hiểm rằng do nghiệp cảm của chúng sanh, ông Tử ông Hứa nối nhau qua Tây, ông Vân bệnh nặng, ông Cổ thân thể cũng suy yếu, chỉ còn ông Dịch là mạnh khỏe, về mọi mặt ông Giang Dịch Viên đều khá. Chỉ vì tâm hiếu kỳ nặng nề đến nỗi bị bút gỗ, mâm cát mê hoặc, lại do những kẻ khéo tâng bốc người khác đến mức thành phường xảo quyệt, mượn sức linh quỷ để bợ đỡ hòng làm mồi nhử, khiến cho người say mê, cầu cơ, bị những tà thuyết ấy thâm nhập tận tạo phủ, đến nỗi hễ mê rồi chẳng quay lại được. Ngài như vị được ông ta thường sùng bái tín phụng nhất là Ấn Quang Pháp Sư, ra sức quạt gió huệ, cực lực quét sạch cũng chẳng thể lay động được màn sương mê. Sâm tự xét mình học thức hẹp hòi, chẳng cần phải nói nữa. Vì thế ông ta lầm lẫn qua đám mây mê của những loài giáng cơ và vầng mây từ Phật Pháp giống hệt như nhau, từng gửi thư cầu khẩn cụ chân và Sâm xin cụ ấn cho lưu thông, hòng trừ bỏ màng ngăn khiến cho đôi bên đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu với nhau. Sâm cũng muốn phúc đáp gấp ngõ hầu, ông ta ra khỏi hang tối, lên được cây to, một phen suy nghĩ kỹ lại, thấy mình người hèn lời nhẹ, thật khó ra tay. May sao có cư sĩ Thôi Chú Bình vốn theo hầu ông Dịch lâu ngày, Diễn Giảng Lục của ông Dịch phần lớn do ông Thôi ghi lại. Ông Thôi là người vẫn còn có thể phân biệt tà chánh chân ngụy, chẳng đến nỗi bị là sương mê phủ kín. Xem thư ông ta trả lời cư sĩ Du Hữu Duy xót lòng đơn độc chỉ bảo, nói thẳng viên can, ngăn đón, đáng gọi là đã cảm nhận trước tấm lòng tôi, vì thế liền nhờ vào nhân duyên này để giảm bớt công bút mực giải bày, để dâng lời thư trung thực thành khẩn nhất, đáp lời ông Dịch, không chừng ông ta nghe lọt tai. Ông Dịch làm thơ rằng, tạc niên nho Phật phả trầm tư, Phật quỷ thiên uyên khỏi vị tri. 30 năm dòng nghĩ Phật nho, Phật quỷ trời vực vẫn chưa tưởng. Niệm Phật trì trai mà gọi là quỷ giáo, lời dạy của quỷ, thì lời lẽ ấy có khác gì bám Phật A-di-đà? Do điều này càng biết ông Dịch còn thiếu con mắt chọn lựa pháp. Vì sao vậy? Kinh Lăng Nghiêm quyển thứ 9 trong phần giảng về tưởng ấm gồm 10 loại ấm ma, mỗi đoạn đều nói thiên ma thừa dịp thuận tiện lại phi tinh dựa vào con người, khiến cho người ấy miệng nói kinh pháp, nhưng người ấy chẳng biết là ma dựa, tự nói đã đắc vô thượng niết bàn. Điều này có thể làm chứng cứ sắt đanh để vạch trần ông Dịch đã nhậm lần phương hướng.
Do không biết điều này nên chẳng lạ gì đã mê rồi không trở lại được nữa. Huống chi lúc này lòng người chẳng bằng thời xưa, chuyên chú trọng đầu cơ trục lợi. Xin ông Dịch hãy đọc kỹ Lăng Nghiêm, nghiên cứu tinh giảo Nghĩa Kinh, cho đến khi hiểu sâu xa tỉ mỉ ma sự hiểm ác mới thôi. Nếu vẫn cứ coi bút gỗ mông cát có thể thay thế cho sự tuyên nói giáo hóa của Đức Phật thì sẽ có lỗi với lời khuyên dạy của những vị như cụ Ấn Quang chẳng hạn. Những vị ấy là bậc đầy đủ chánh tri kiến, hạnh giải tương ứng, dắt miệng xót lòng, trong ngoài như một. Nếu không phải là hạng người giống như Điều Đạt thì chẳng biết còn là loại người nào khác nữa. Sao lại nghĩ lời khuyên niệm Phật ăn chay vào những bậc thiện tri thức hiện thời là chẳng đáng tin tưởng, cứ nhất định tin chắc vào những lời nhận được từ nơi bút gỗ mâm cát vậy. Nay tôi giải bày lôi thôi như thế chính là vì ông Dịch là người cao thượng bất phàm. Mong hãy vứt bỏ bút gỗ mâm cát, chuyên dùng đạo niệm Phật ăn chay để tự hành dạy người, thì chẳng những pháp môn may mắn mà thật ra chúng sanh trong cả đại địa cũng may mắn lắm đấy. Khăng khăng một lòng ngu thành, kính mong lượng thứ. 7. Thư trả lời cư sĩ Châu Quẩn Tranh. Thư ông gửi đến có những câu như: đang trong lúc mạt pháp, ma đảng tà kiến thân thể thường mạnh khỏe, còn bậc chánh tín đâm ra lại nhiều bệnh, lắm nỗi khổ não. Nếu chẳng phải là định nghiệp khiến cho như vậy, làm cho con người phải than dài sườn sượt chẳng ngớt, vân vân. Sâm rất không đồng ý. Vì sao? Một là do định nghiệp trong đời trước xui khiến thành ra như vậy. Hơn nữa nhân quả phức tạp, bọn ta là phàm phu mắt thịt, chẳng thể hiểu rõ rốt ráo được. Luận sư Giới Hiền, pháp sư Huyền Trang đã gieo nhân trong quá khứ, nay quả báo hiện hành, thiện căn phước đức rốt cuộc như thế nào mà vẫn phải chịu bệnh khổ nặng nề, trả sạch sát nghiệp xưa xa xưa mới được sanh lên đâu xuất nội viện, lần được tấn tu viên mãn bồ đề. Bọn ta nghiệp chướng sâu nặng, luận về chánh tín công hạnh phước đức trí huệ đều chẳng thể mong sánh bằng các vị cổ đức như Giới Hiền, Huyền Trang. Huống chi thân ác tuy ít, ý ác quả thật rất nhiều. Đây là Sâm tự thuật tâm hạnh, chứ nơi miệng vẫn thường phạm lỗi. Mỗi phen đọc bài ký du tịnh không gặp táo thần, khôn ngăn rét run tận xương lông, dẫu có phát tâm cũng khó chân thật thiết tha. Nay muốn nương theo pháp môn tịnh độ hoành siêu, hoàn toàn cậy vào Phật lực để đối nghiệp vãng sanh, liền gặp được Phật từ gia bị, hồng quả báo nặng nề trầm luân nơi tam đồ, hết sức khổ sở trong đời sau, sẽ chuyển thành quả báo nhẹ nhàng là bệnh tật triền miên trong đời hiện tại. Ngõ hầu trong một đời này giải quyết xong đại sự sanh tử, chẳng dễ giải quyết trong trăm ngàn vạn kiếp. Đấy chính là Phật tử nhất thọ, hữu cầu tất ứng, có cả liền thông. Đối với bồ đề tâm và hết thảy sự thực hành của hai vị cư sĩ Hứa Chỉ Tịnh, Nhất Vân Đài, Sâm thường cảm thấy hổ thẹn không bằng. Nhưng hai vị ấy bệnh khổ triền miên, quả thật hơn bọn ta nhiều lắm. Sâm suy nghĩ kỹ lưỡng hồi lâu, lại dùng lòng người và sự thật trong xã hội để chứng minh, thì mới biết gây nghiệp dễ dàng, đền trả thật khó. Mới tin rằng hai vị ấy bị bệnh khổ quả thật là do nghiệp nặng chuyển thành báo nhẹ, để được lợi ích thù thắng là siêu phàm nhập thánh. Còn bọn tà ma mạnh khỏe thì một là trong đời này có lẽ ác quả chưa chín muồi, còn cậy vào túc phước. Hai là có thể là vì ác tâm dữ dội, đạo trời khéo léo mầu nhiệm, hậu đãi bọn tánh tình hung ác, cho chúng nó mau vào tam đồ. Bất luận như thế nào, dẫu là khổ quả trong tương lai, chúng ta cũng quyết chẳng muốn nhận lãnh. Cõi đời chẳng có quả nào không có nhân, mà cũng không có nhân nào chẳng kết thành quả. Nhưng báo ứng rõ ràng hay ngấm ngầm, nhanh hay chậm, quả thật do nhân quả phức tạp gây nên. Chúng ta là phàm phu mắt thịt, chẳng dễ phân biệt rõ ràng được, chớ nên hiểu lầm. Suy nghĩ sâu xa như vậy thì tùy mà bệnh khuấy nhiễu triền miên đau khổ nhiều năm, thân dù khó chịu đựng được, tâm thật mừng vui sung sướng, chẳng hề có ý oán trách than vãn mảy may, chỉ thuận theo tùy duyên tiêu nghiệp chướng, chẳng tạo thêm ương họa mới. Ắt mong món nợ nặng phải đền trả nhẹ, quán ra trái chủ mỗi mỗi đều khoan dung tha thứ, đều cùng vãng sanh mới thôi. Ngộ kiến như vậy đó, chẳng biết bậc cao minh nghĩ như thế nào. 8. Tờ kêu gọi quyên mộ của Thiên Hoa Thiền Viện ở Phổ Đà Sơn để có đủ chi phí tiếp nhận chủ quyền Am Sùng Ninh tại Thượng Hải. Quán Thế Âm Bồ Tát thệ nguyện rộng sâu tẩm thanh cứu khổ, bài kệ trong phẩm Phổ Môn Kinh Pháp Hoa có câu: hoặc trôi dạt biển lớn, cá rồng các nạn quỷ, do sức niệm Quán Âm sóng mòi chẳng chìm được. Đấy chính là đoạn văn sáng tỏ ghi chép lời thành thật thốt từ miệng vàng của Đức Thích Ca Thế Tôn ta từ 3.000 năm trước qua lời kệ đáp cho vô tận ý Bồ Tát.
Chuyện linh cảm như thế được sử sách ghi chép đâu đâu cũng tra cứu được, ở ngay trước mắt, càng có những sự thật để chứng minh, quả thật là lòng tin có chứng cớ vậy. Trụ trì Thiên Hoa Thiền Viện núi Phổ Đà là đại sư tu điển, năm Dân Quốc 15-16, 1926-1927, khi xâm ở tại chùa Pháp Vũ, giúp Ấn Lão Pháp Sư giảo chánh Bộ Văn Sao, giảo chánh Sửa Lỗi Sơn Trí, liền cùng ở một chỗ với sư tu điển. Xâm khuyên sư nên niệm Phật, niệm Quán Âm, sư liền sanh lòng tin tưởng. Đến năm nay do ảnh hưởng thời cuộc, lương thực thiếu hụt, sư đặc biệt ngồi thuyền từ Phổ Đà sang đất thân Thượng Hải quyên mộ, đáp đúng tàu của hãng Hoa Dân. Bởi đã lâu năm thuyền mục nát, nước tràn vào khoang tại vùng biển Châu Sơn thuộc tỉnh Chiết Giang đụng phải đá ngầm, thuyền chìm. Khi ấy, nhằm lúc trời tối đen, chẳng biết phương hướng khách ngồi thuyền mấy trăm người kinh hoàng cuống quýt xuống nhau kêu cứu mạng. Do đại sư biết đức Quán Âm linh cảm, liền khuyên mọi người đồng niệm thánh hiệu để cầu ngài cứu giúp. Do tai họa cấp bách như lửa cháy mày, đông đảo người tin tưởng cùng niệm theo. Gần 200 người trong đêm tối, trong lúc muôn phần vạn phần chết chắc, đã nắm được một sợi dây đõi, lần lượt ven theo kẻ đá vịn bỏ lên núi. Gần hơn 100 người khác táng thân vào bụng cá. Chuyện này đã sớm thấy đăng tin trên báo, nào biết đại sư cũng là một trong những người vẫn còn sống sót sau cơn tai kiếp. Đến khi đại sư đổi thuyền đến được đất Hỗ, gặp đúng lúc Am Sùng Ninh ở cửa lớn phía đông trong thành đang bàn bạc chuyện sang nhượng chủ quyền. Do vậy sư nghĩ mỗi năm phải đi kêu gọi quyên mộ như thế này, cảm thấy thật khó khăn. Nếu lập cách sang lại chủ quyền Am này, biến nó trở thành hạ viện của chùa Thiên Hoa, thì tăng chúng Thiên Hoa quan lại đôi bên, đem phần thu nhập còn dư thừa của Sùng Ninh bổ đắp cho cơm gạo chùa Thiên Hoa. Đấy chính là kế nhọc nhằn một phen an nhàn vĩnh viễn, mà cũng tốt lành thỏa đáng vậy. Bàn bạc với các vị thiện tín hộ pháp, cũng được nhiều người tỏ ý tán đồng, hiểm rằng chi phí mua lại chủ quyền và tu bổ cần đến mấy ngàn đồng, do vậy bèn bảo xâm lược thuật duyên khởi để tiện kêu gọi quyên mộ. Xâm bèn đem kinh nghiệm linh cảm của đại sư do tin niệm đức Quán Âm mà được may mắn sống sót tường thuật đại lược, chỉ mong hộ pháp để quan thiện nam tín nữ nghe sự tích đại sĩ linh cảm tầm thanh cứu khổ này đều cùng phát tín tâm gặp được nhân duyên đặc biệt sủng phụng tam bảo này, đều vui vẻ giúp cho thành tựu phát lòng bi đồng thể quyên gia vô tận bảo tạng, thì công đức đã làm ấy chỉ có đức Phật chứng biết, do vậy bèn làm tờ khải. 9. Trả lời cư sĩ Tăng Di Chi 4 bài. 1. Phật thất ở Linh Nham phần nhiều hồi hướng một lần, nhưng những nơi khác phần lớn cũng làm như thế, tức là mỗi ngày trước lúc giữa trưa cúng Phật xong, liền đến trước bài vị cúng cơm, dẫu là Phật thất cầu sống lâu mà kèm thêm lễ cúng cơm cho các vị, cho các bài vị tổ tiên cũng không trở ngại gì, thì cũng là một lần hồi hướng. Mỗi ngày trừ công khóa sáng chiều hết 6 cây hương ra, sau cây hương thứ hai và sau khi cúng Phật, cúng cơm cho người đã khuất xong, tạm nghỉ giây lát rồi dùng cơm trưa. 2. Công khóa sáng tối vì vong nhân xưng danh hồi hướng, xâm chiếu theo công khóa phổ thông chốn Tùng Lâm. Mỗi lần xong khóa sáng vào mồng 1 hay rằm, lúc lễ tổ gần xong, liền đọc câu, mỗi người hãy vì cha mẹ sanh thành, lễ Phật ba lại cầu sanh tịnh độ. Vì thế mỗi ngày rằm hay mùng 1, dù chỉ có một người tụng niệm khóa sáng xong, cũng chiếu theo lệ thường lễ tổ, chỗ này lúc hành lễ cùng đại chúng thì có phần đầy đủ hơn. Lễ xong liền xưng danh lễ Phật một lần coi như hồi hướng. Nếu như hồi hướng cho cha mẹ, thì trong tâm thẩm niệm quán tưởng rằng, thay cho cha mẹ sanh thành lễ Phật ba lại, nếu lễ một lại thì đọc một lại, sám hối nghiệp chướng, giải trừ vô biên tội nghiệp, tiêu tan, tháo gỡ oan khiên, tội lỗi thoát lìa đường khổ, cầu Phật từ bi xót thương nhiếp thọ, sớm được tiếp dẫn vãng sanh tịnh độ. Vừa lại vừa thầm niệm, trong tâm nghĩ tưởng hình dáng cha mẹ cùng ở trước Đức Phật lễ bái với ta. Một lại tưởng như thế, mỗi lại cũng đều như thế. Đối với cha mẹ làm như vậy, mà đối với những người khác cũng tưởng như vậy. Thậm chí oán thân bình đẳng cho đến hết thảy chúng sanh, trong pháp giới lần lượt các vị họ xưng danh lễ Phật hồi hướng. Dẫu chẳng phải mồng một ngày rằm, trong công khóa sáng tối khi đọc tam quy y xong, nếu chẳng lấy tổ thì cũng nên thay cho cha mẹ sanh thành và những ân nhân có liên quan hoặc có nhân duyên đặc biệt như thân hữu mới vừa qua đời, vân vân, đều hồi hướng như thế. Điều này xâm chẳng được truyền dạy hoàn toàn dựa theo ý kiến của chính mình để làm,
Ở Linh Nham, mỗi tối đại hồi hướng cũng có ba lạy. Chuẩn theo lý thì đương nhiên không trở ngại gì, hồi hướng xong hoặc liền lễ Phật ba lạy lui ra thì cũng được. Xong còn thực hiện khóa lễ Quán Thế Âm Bồ Tát, trì chú Đại Bi Vãng Sanh vân vân để cầu thế giới hòa bình, ta người cùng thoát khỏi ách nạn vân vân. Công khóa của Linh Nham được gọi là Linh Nham Niệm Phật Nghi Quy. Mùa hạ năm nay đã sớm xuất bản rồi, tiếc rằng lúc này không gửi được. Đợi khi có thể gửi được sẽ gửi mấy bản thì ông sẽ biết. 3. Chuyện trà tỳ hòa thiêu thì tăng hay tục đều không trở ngại gì. Người Tây vực chết rồi có 4 cách mai táng. Một là thả trôi trong nước, tức bỏ xuống các sông rạch để no lòng cá rùa. Cách này cần phải ở gần sông rạch lớn mới được. Nếu ở tại con suối nhỏ nơi vách núi thì chẳng thích hợp. 2 là hòa thiêu, tức dùng lửa đốt xác, hòng phá ngã chấp. Cách này chỗ nào cũng thực hiện được. 3 là chôn xuống đất, đào đất chôn vùi để khỏi bị bộc lộ. Cách này cũng phổ biến. 4 là lâm thi, tức bỏ trong rừng cho chim thú ăn. Cách này phải ở trong rừng sâu, trầm lớn mới được. Rốt cuộc chẳng ổn thỏa bằng ba cách trước. Đức ta xưa nay chủ yếu là chôn dưới đất. Đọc thiên sách của Mạnh Tử nói, trong đời thường có kẻ chẳng chôn cất cha mẹ sẽ biết nguyên do. Thật ra vẫn chẳng mỹ mãn bằng hỏa thiêu. Khi Phật Pháp truyền sang phương Đông, tăng chúng đều hỏa thiêu với ý nghĩa phá trừ ngã chấp. Con người bị phiền não sanh tử hoàn toàn là do ngã chấp, thân kiến là căn bản. Ngay như cả hỏa hoạn lớn lao như dâm dục vân vân cũng do ngã chấp thân kiến mà sanh. Nếu thân kiến ngã chấp đã phá thì dâm dục còn do đâu mà sanh? Vì thế vào thời Đường, thời Tống, những vị cao nhân đạt sĩ thông hiểu sâu xa Phật Pháp, tùy trường xuất gia cũng thường chú trọng hỏa thiêu. Đời sau phần nhiều chẳng thích theo gương ấy, chính là giữ chặt thân kiến ngã chấp. Thân kiến quá nặng chính là một chướng ngại lớn cho việc tu hành. Trong thư ông gửi đến có câu, cư sĩ phần nhiều chưa đoạn dục, xác thân chẳng thanh khiết chứ nên hỏa thiêu, thì cũng không phải là lời bản luận thông suốt. Cái thân của hạng phàm phu sát đất là do tứ đại giả hòa hợp chưa đạt đến địa vị nghiệp tận tình không, thì chẳng cần biết là tăng hay tục, đều là do máu thịt tanh tưởi hôi thối bẩn thỉu hợp thành. Nếu dựa theo tình kiến thiền cận của kẻ phàm ngu mà luận thì tuy cái thân đoạn dục so với kẻ tham dục dường như thanh khiết hơn, nhưng tâm dục chưa sạch thì ô uế vẫn còn. Nếu luận theo đế lý cao sâu thì tứ đại vốn không, ngũ ẩn chẳng có, các pháp nhân duyên đều không có tự tánh. Biển tránh biến chi của chư Phật ở trong tâm tưởng của hết thảy chúng sanh. Một niệm hồi quang liền giống như vốn đã đắc. Diệu thể vì lô giá na phô bày, trọn vẹn khắp các giới, vốn chẳng có sanh diệt, tăng giảm sai khác, sao lại có tăng tục như sạch khác biệt. Vì thế tâm kinh nói, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, chính là chỉ cho bản thể thật tướng chân như của ba pháp tâm Phật chúng sanh không sai biệt. Chúng ta mê chân đuổi theo vọng, trái giác hiệp trần, đến nỗi trôi giạt sanh tử, trọn chẳng có thủa thoát ra. Này muốn bỏ vọng về với chân, trái trần hiệp giác, liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, thì phá trừ thân kiến ngã chấp phải là công phu cần thực hiện trước hết. Do điều này, phàm là người học Phật, nếu biết cầu cho thần thức được yên vui, thì chẳng lẽ là tăng hay tục đều nên hỏa thiêu, chẳng những không trở ngại gì mà còn có ích thật sự. Đối với hoàn cảnh hiện thời và mai sau, hỏa táng rất thích hợp. Vì do đường sắt cắt ngang, phần nhiều những ngôi mộ bị phơi thây lộ xương. Nếu ở nơi đô hội thì quan tài giá mắc, kiếm đất chôn rất khó. E rằng dẫu chẳng phải là đệ tử Phật cũng phải làm theo cách này. Nhưng điều quan trọng là cần phải tìm cho được cách thức hỏa thiêu tốt đẹp. Nếu như quyến thuộc chẳng nỡ lòng hỏa táng thì cũng là vì chẳng biết những ý nghĩa chú trọng đến sự yên vui của thần thức và họa hại của thân kiến ngã chấp mà ra. Nếu hơi hiểu biết thì chỉ sợ người trong cuộc chẳng làm cho nhanh ấy chứ. Hàng quyến thuộc cũng nên khéo thấu hiểu tấm lòng người thân, há nên sanh chút lưu luyến nào. 4. Về chuyện áo mũ dùng để nhập liệm cho hai chúng tại gia. Do đã biết là cần phải phá trừ thân kiến ngã chấp thì áo mũ miễn sao thuận tiện là được rồi, chẳng cần phải nói nữa. Cái xác thân suốt cả một đời phải nhờ vả nó để làm hết thảy mọi chuyện mà còn bỏ được như đồ thừa thì áo mũ là thứ bao bọc bên ngoài huyễn thân nào còn đáng để có trọng. Đối với người còn sống trên đời, Khổng Tử còn chẳng coi áo xấu thức ăn dở là điều đáng thẹn, huống chi là những thứ dùng để nhập liệm gán theo cái xác đã hư nát sau khi con người đã chết.
Theo Ngu Kiến, ắt phải tiết kiệm giảm lược là hay nhất, thà giảm bớt chi phí chế tạo áo mũ mới, rồi dùng khoản tiền dôi ra đó để hoằng pháp lợi sanh và làm những sự nghiệp từ thiện như cứu tế kẻ đói rét khốn khổ hoặc giúp ích cho thần thức người đã khuất được yên vui. So với chuyện tốn kém để khâm liệm cho trọng hậu thì chuyện được mất như một trời một vực, nhưng cần phải thuận theo tình cảm thế tục của kẻ làm con đôi chút. Đừng vì chú trọng thần thức mà bỏ sạch những lễ nghi, tùy theo tâm nguyện của người đã khuất mà mặc tăng phục hay y phục thế gian đều chẳng sao cả. Nói chung là chớ nên tốn kém quá. Nếu như do chính người đã khuất chủ trương đồ khâm liệm gần đến mức quá tốn kém, rườm rà, thì cũng nên khéo léo giải thích để người ấy chẳng chấp vào thân kiến là được. Nếu thuận theo lòng tham đắm của người ấy, rồi khâm liệm trọng hậu để giúp cho thân kiến ngã chấp của người ấy được thỏa mãn, thì sẽ gây chướng cho sự vãng sanh, đấy chính là điều không nên vậy. Nếu người đã khuất chủ trương khâm liệm đạm bạc, tức là không bị vướng mắc nơi thân kiến, thì tăng phục hay y phục thế gian đều chẳng trở ngại gì. Ngũ kiến như vậy đó, chẳng biết bậc cao minh nghĩ thế nào. 11. Bài ký về sự sanh tây của cư sĩ Phó Xuân Phố, viết vào tháng 9 năm Dân Quốc 27, 1938. Dư Ngẫu Sinh và Trần Triển Tây cùng ghi: cư sĩ Húy Là Xuyên, hiệu Xuân Phố, người thôn Đông Quách, huyện Thanh Giang, tỉnh Giang Tây, một cô trai từ bé, mẹ là nhiếp thái phu nhân, nhọc nhằn tiết kiệm nuôi dạy, theo học trường Pháp Chánh Tuần Cảnh, từng được bổ nhiệm những chức vụ viên chức văn phòng huyện lỵ, huyện Thanh Giang, sở trường sở cảnh sát tại trấn Châu Đàm thuộc huyện Vạn Tài, hiệu trưởng trường nghĩa vụ thuộc trấn Trương Thụ, vân vân. Sống tại huyện thành nhiều năm, tham dự đủ loại công vụ, được quan chức thân sĩ tin cậy, hễ có chuyện nghi nan lớn lao nào thường bàn bạc quyết định với ông ta. Nhiếp thái phu nhân thờ Quán Âm đại sĩ đã lâu, ăn chay niệm Phật. Năm Dân Quốc 17, 1928, thái phu nhân mắc bệnh, cư sĩ phát nguyện triều bái Phổ Đà, cụ không uống thuốc mà lành bệnh. Tháng 9 năm Dân Quốc 20, 1931, bèn đến Phổ Đà hoàn nguyện lễ Phạm Âm Động, cảm được Bồ Tát thị hiện dưới hình dạng áo trắng, cầm tịnh bình với cảnh dương, lại cầu được biết rõ túc mạng, thấy một vị đầu đà y phục lam lũ, bèn ngộ luân hồi chẳng phải hư huyễn, ý niệm cầu thoát lìa xa bà càng thêm khẩn thiết. Do pháp sư Minh Tịnh gửi thư giới thiệu, bèn ý kiến Ấn Quang pháp sư và thầy Đức Sâm tại chùa Báo Quốc ở Tô Châu, lúc ấy mới được nghe pháp yếu của Tịnh Tông. Từ đấy trở đi, những sách vở do Hoàng Hóa Sát xuất bản đều thỉnh cả, do vậy tín giải càng tăng, bèn gửi thư khẩn cầu quy y. Thầy Đức Sâm bèn đặt pháp danh là Thiền Xuyên, tức là Hàm Tây. Lại nhân lúc thầy Đức Sâm đi qua Trường Thụ, bèn xin thọ giới Ưu Bà Tắc. Ông ta tín nguyện niệm Phật tinh tấn không lười nhác, phần lớn là nhờ sự khơi gợi chỉ vẽ của thầy Đức Sâm. Năm Dân Quốc 22, 1933, ông được cử làm người chuyên trách chuyên tuyên giảng tại Lộc Giang niệm Phật Lâm, khuyên dụ chỉ dẫn. Từ đấy niệm Phật Lâm rất đông. Cư sĩ gia cảnh nghèo nàn, thân yếu lắm bệnh, thường muốn xuất gia, nhưng khổ vì không có chùa chiền để nương náu, cho đến khám bệnh tại nhà Ngẫu Sinh. Ngẫu Sinh nói đến chuyện thời tiết nhân duyên chẳng thể cưỡng cầu được, nhưng cái tâm chán trường ưa tịnh đã sâu, ý nguyện giảm thọ cầu được vãng sanh càng thiết tha, lễ bái quán tưởng đều mong sớm được tiếp dẫn trong đến liên trì. Mùa xuân năm nay, ông mộng thấy Quán Âm Bồ Tát thị hiện báo cho biết kỳ hẹn là tháng 7. Đến giao hội Vu Lan Bồn, ông bèn ngã bệnh, nhất tâm niệm Phật, quên cả khổ sở. Ngày 23, thân thích bạn bè trợ niệm, đã nằm bàn bạc hồi lâu rồi tỉnh lại. Mời thầy đại nhân ở Đại Bảo Điện thuộc Vĩnh Thái đến nhờ cậy chuyện trà tỷ. Ngày 26 lại thêm thiếp, người nhà khóc lóc, cư sĩ cười ngăn lại bảo ta sẽ về Tây vào ngày Thánh Đà Địa Tạng Bồ Tát. Đến ngày ấy ngồi ngay ngắn trên ghế dựa, kết ấn Di Đà, mắt đăm đăm nhìn tượng Phật, an nhiên về Tây, khắp thân đã lạnh, chỉ còn đỉnh đầu vẫn ấm, sắc mặt tươi đẹp còn hơn lúc sống. Mồng 2 tháng 7 nhuận, trụ trì chùa Thông Huệ ở Trương Thụ là Hòa Thượng Đại Tùng và thầy đại nhân đều tới lo liệu việc nhập khám. Ông ngồi xếp bằng chắp tay hẹp như người còn sống. Bữa hôm trước trời nổi cơn mưa gió to, đến giờ tí nổi lửa, trời chợt sáng sủa, mùi hương lạ ngào ngạt, chẳng phải là mùi thơm của chiên đàn hay hoa lan. Một tia sáng trắng từ khám tỏa ra xẹt về phía tây. Đang lúc đầu thu khí trời nóng bức,
chết đã ba bốn hôm mà xác chẳng thối nát, lại còn tỏa mùi thơm lạ. Nếu chẳng phải do Phật pháp linh dị, làm sao được như vậy? Người thấy kẻ nghe đều tán thán, khởi lòng cung kính xưng tụng Phật pháp thật chẳng thể nghĩ bàn. Xuân Thu được 48 tuổi. Ngẫu Sinh nói: đời mạt người niệm Phật thì nhiều nhưng thành tựu lại ít, là vì không có lòng tin chân thật nguyện thiết tha vậy. Mạnh Tử luận về đại trượng phu phải nên phú quý chẳng dâm lạc, nghèo hèn chẳng đổi rời trí khí, chẳng khuất phục trước oai quyền sức mạnh. Pháp thế gian còn như thế, huống gì là Phật pháp cầu sanh tịnh độ, siêu phàm nhập thánh ư? Cư sĩ bị vướng bận vì nghèo, bệnh gia đình, nhưng nhất là chẳng quan tâm tới, khăng khăng miệt mài chỉ lo niệm Phật, bị chê bao nhục mạ gặp trắc trở trong nỗi khó khăn, chẳng xoay chuyển được. Lúc mất biết trước ngày giờ, tướng lành rạng rỡ, đủ làm chứng cớ chứng tỏ đã sanh tây, bị tâm triệt đẻ của Đức Như Lai. Pháp môn tịnh độ không ai hỏi mà tự nói, quả thật là con đường tắt cho chúng sanh trong đời mà thoát khổ. Chỉ cần chịu dốc lòng quyết chẳng giả dối, cổ nhân thật chẳng dối ta. Ngẫu Sinh do giao du với cư sĩ mà thật sự được un đúc, dấy lên lòng tin, vừa nhìn bước chân nhanh nhẹn của người trước, gắng đè nén nỗi đau nhân cầm lưu truyền sự tích vãng sanh của phó cư sĩ để khuyến khích người đời, mà cũng là để tự cảnh tỉnh mình. 12. Bài ký về sự sanh tây của cư sĩ Nhất Vân Sanh. Trần chuyển tây ghi: cư sĩ Húy chuyển tăng hiệu Vân Sanh, người huyện Thanh Giang, tỉnh Giang Tây. Mồ côi cha từ bé được mẹ nuôi dạy, tánh tình đoan nghiêm trang trọng ham học. Đậu tiến sĩ năm Giáp Thìn 1904 thời Quang Tự, làm quan tại Hồ Bắc, người anh họ mất, bèn trở về quê. Về sau được bầu làm ủy viên hội đồng cố vấn tỉnh Giang Tây. Vào thời dân quốc ông làm nghị viên hội đồng tỉnh, luôn tận hết trách nhiệm giữ lời hứa, chẳng quanh co lật lọng. Vào thời Trù An hội dùng phương cách hối lộ để khuyên dụ các đại biểu bỏ phiếu tán thành Viên Thế Khải làm hoàng đế, hễ bỏ phiếu ưng thuận sẽ được ngay 1.000 đồng, chống đối sẽ đem quân bắt giữ. Cư sĩ vất tay áo quay về giữ gìn khí tiết như thế. Cư sĩ ưa thích viết văn chương theo lối cổ, nhưng những thứ chẳng có quan hệ bảo vệ lớn lao cho thế đạo, bèn chẳng cầu thả viết ra. Trong 20 năm tuổi xế chiều, dốc lòng nơi kinh sách nhà Phật, xoay vần chỉ tụng các kinh đại thừa như Pháp Hoa Lăng Nghiêm, Kim Cang, Viên Giác, nhưng quy túc nơi tịnh độ ngũ kinh, ăn chay trường, niệm Phật có thời khóa nhất định, đọc Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, hận chưa được thân cận Đại sư Ấn Quang. Năm Đinh Sửu 1937, cầu mưa được thỏa nguyện, bèn thành lập Cao Vũ Niệm Phật Lâm, thường đến diễn giảng tại Lộc Giang Niệm Phật Lâm, tại trấn Trương Thụ cảm hóa rất nhiều người. Mùa hạ năm Kỷ Mão 1939, nhiều lần mắc bệnh đi tả, tự mình dốc trí quy tây, chẳng còn muốn tìm thuốc men linh nghiệm để chữa trị nữa. Vào tháng 10 bệnh tình nguy ngập đến tột cùng, nhiều lần mộng thấy Phật Bồ Tát thị hiện, tự biết đã đến lúc, miệng dặn dò di chúc mời tăng lữ thân thích bạn bè xuất lãnh con cháu niệm Phật. Đến lúc hấp hối hơi thở dần dần nhẹ đi, giống như kim cang niệm, chẳng đau khổ mảy may gì, chánh niệm phân minh, nhất tâm bất loạn, xả báo an tưởng như nhập định, toàn thân mệt mỏi, đỉnh đầu lạnh đi sau cùng, vẻ mặt tươi tắn vui sướng uy nghi như hãy còn sống. Các tướng lành phù hợp khiết khao với chứng cớ vãng sanh, xét theo quán kinh phẩm sen át cao. Ấy là vì pháp môn tịnh độ dùng tự lực để cảm Phật lực, cho nên có thể hoàn tất ngay trong đời này. Cư sĩ sanh vào năm Kỷ Tỵ, tức năm Đồng Trị thứ 8, 1869 đời Thanh, về Tây ngày 1 tháng 11 năm Kỷ Mão, tức năm Dân Quốc 28, 1939. Hưởng thọ 71 tuổi, biên soạn bộ Tư Phụ Đường Thi Văn Nhật Chí, phần nhiều xiển dương rõ giáo nghĩa Tịnh Tông, được cất giữ tại nhà. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao tục biên, quyển hạ hết, chọn bộ.